Rồi. Em xe màn hình nhớ hả? Ừ, xe đi em. Thấy màn hình em chưa thầy? Rồi, thấy rồi em. Tiếng bên em có rõ không thầy? À, tôi thì nghe cũng ổn ổn, không biết mọi người bên kia làm sao, các bạn khác làm sao. Dạ em nghe thấy ok thầy. Rồi, vậy ha. Thì mọi người có thắc mắc có gì cứ hỏi mọi người ha. Đây là một cái bài y như là bài học bình thường của mình vậy đó ha. Đó, mọi người cứ làm bình Alo. thường, có vấn đề gì hết. Alo, alo, đỡ hơn chưa Rồi, thầy? Alo. đó rồi, học đó rồi đó. Ok. Dạ, thì em chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là cái phần thuyết trình của em trong cái nội dung của cái môn học nhập môn môn học máy. Thì môn này được thầy lại giao cho em cái phần gọi là làm cái hồi quy tuyến tính. Thì có ban đầu là có hồi quy tuyến tính đơn giản simple linear regression, nhưng mà sau đó thì có một số cái mà thầy đã làm rồi, cho nên là em có bổ sung thêm những cái mà nó có thể là thầy chưa nói kỹ hoặc là thầy chưa nói, để mà làm cho nó cái bài của em nó phong phú và nó phong phú hơn. Dạ. Thì cái trọng tâm cái bài này thì em sẽ bao gồm có là nói review lại một chút xíu về cái linear regression, rồi cách mà gọi là ví dụ như mình sử dụng cái thư viện ở trong cái của R, và sau đó mình mới làm thử bằng tay để xem coi là cái R nó tính toán một cái thư viện và nó cho mình ra những cái thông số gì, thì mình tự tính tay lại xem coi là nó có trúng hay không và tại sao nó lại ra kết quả như vậy, làm sao để mình đọc kết quả đó. Và gọi là mình build from scratch, tức là mình không có xài thư viện, mình cứ build từ những cái thư viện cơ bản thôi. Rồi cái đó là phần gọi là linear regression. Thì tiếp theo mình sẽ làm một cái gọi là cái multiple regression, tức là bây giờ thay vì mình chỉ có một cái biến để mà mình đưa vào, mọi người chờ xíu để em chuyển sang cái nào nhìn nó cũng không được cho lắm. Ok. Thì cái phần multiple regression đó thì mình sẽ đưa một cái thay vì mình chỉ có một cái biến biến ví dụ như là giả sử như mình dự đoán cái điểm số của học sinh dựa vào cái thời gian học của bạn đó, thì cái thời gian học thì chỉ có là một cái biến vào thôi. Thì bây giờ mình sẽ đưa nhiều cái biến vào hơn, thì cái đó kêu là cái multiple regression. Ví dụ như là mình có thể có hai biến, thay vì thời gian học nữa thì mình kết hợp với thời gian ngủ rồi cái thời gian đi chơi nó chẳng hạn, thì mình sẽ có ba cái biến đó, thì cái đó gọi là multiple regression, nhiều hơn một là gọi là multiple. Rồi thì trong cái này nó sẽ có thêm cái biến thể của một số cái, ví dụ như cái multiple thì nó sẽ có cái dạng gọi là addition, tức là mình chỉ cộng với cộng đơn thuần thôi, có nghĩa là có cái ba cái biến kia mình đưa vào, mình không có cái mối liên hệ gì giữa tụi nó hết. Tuy nhiên thì đôi khi nó không phải như vậy, nó sẽ có những cái trường hợp mà nó đặc biệt hơn, ví dụ như là mình muốn dự đoán xem cái doanh số của một cái chiến dịch quảng cáo chẳng hạn, ví dụ như mình có 10.000 đô và sau đó mình chạy quảng cáo, thì bây giờ có thể là có trường hợp là chạy quảng cáo bằng TV, và tiếp theo là có thể là chạy quảng cáo trên radio hoặc là chạy quảng cáo trên newspaper. Thì những cái đó nếu mà mình cũng làm riêng lẻ thì gọi là mình muốn kiểm tra xem là đôi khi nó sẽ có những cái sự gọi là interaction, hay nói cách khác gọi là cái sự đồng bộ á. Ví dụ như là thay vì 1.000 đô đó, bây giờ nếu mà mình có sự kết hợp giữa trên ba cái phương tiện truyền thông như vậy thì nó sẽ cho cái giải thích tốt hơn đối với cái hồi quy tuyến tính cái output của mình. Còn nếu mà gọi là nếu mình không biết cả thì mình cứ dồn tiền vào một hoặc là hai cái phương pháp để mà mình làm truyền thông thì thực ra nó sẽ không có được
tóc bạc, thì cái đó em sẽ show cái kết quả sau để mọi người thấy hiểu là cái những cái biến thể của nó. Rồi trong đó thì cũng có dĩ nhiên có một cái là khi mình nói về cái reaction đó, thì không chỉ là có linear reaction, multiple reaction, nói chung là cái bài toán mà gọi là hồi quy á, thì chỉ cần cái biến ra cuối cùng của mình á, cái biến cần dự đoán nó lại liên tục. Thì bây giờ ví dụ như là mình có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, thì cách mà để mình so sánh nó thì mình sử dụng những cái chỉ số nào đó, thì cái đó là phần evaluation method. Thì đây là cái tổng quan cái phần bài nói của em. Rồi thì cái phần outline này thì em sẽ chia ra hai phần. Thứ nhất là ở trong cái môn gọi là nhập môn học máy này thì em sẽ tổng quan lại những cái thể loại đã nói, sau đó rồi chia ra với một số cái thể loại chưa có đề cập chi tiết. Và tiếp theo thì em sẽ làm thêm một cái gọi là làm sao để mà mọi người hiểu cái mô hình học máy từ, hoặc là cái deep learning là con của học máy đó, thì làm sao mà nó gọi là từ cái từng cái bước mình giải thích, rồi sau đó mình mới bắt đầu mình thực hiện cái bước đầu tiên. Đó chính là ở trong này, nó chính là sử dụng cái data, từ gọi là collect data này, xong rồi mình xử lý sơ cái data như thế nào để mọi người có được một cái bộ data gọi là tương đối nó ổn, để mình hiểu được là bây giờ mình không phải là làm lý thuyết nữa, mà gọi là mình cũng thực tế là mình sẽ dựa trên một cái bài báo hoặc là một cái dataset nào đó mình collect, và sau đó mình hiểu, mình phân tích, chứ không có phải là ví dụ như mấy cái data mà nó có sẵn nó không có thực tế, hoặc là ví dụ như mình muốn làm thì thực tế mình ví dụ như muốn làm để đăng báo chẳng hạn thì mình không biết bắt đầu từ đâu đó. Thì cái chỗ này là sẽ hướng dẫn cái phần đó. Rồi còn cái phần còn lại thì em sẽ để dành cho cái bộ môn gọi là trực quan hóa dữ liệu, thì data visualization. Thì cái phần này thì sẽ gồm có những cái plot mà giúp cho mình là kiểm định những cái assumption đối với cái linear reaction. Thì ví dụ như đối với khi mình làm linear reaction thì nó sẽ có những cái giả định, ví dụ như là cái phân phối của dữ liệu nè, hoặc là cái phân phối phần dư, hoặc là cái liệu là nó có theo cái linear không đó. Rồi cái tiếp theo đó là em sẽ làm ở trong cái môn đó là em thấy hẩm dài thì ở môn trực quan hóa dữ liệu mình còn thiếu, đó chính là cái việc mà gọi là mình xử lý nè. Ví dụ giả sử như mình có một cái hai robot sequencing direction chẳng hạn, thì mình có một cái bảng, thì cái bệnh nhân á, thì là cái cột, còn cái sample á, thì là cái bệnh nhân là cái cột, còn biểu hiện gene á, là cái tên hàng chẳng hạn, thì làm sao để mình lọc ra những cái gene chẳng hạn đó, là cái đó là cái RSET, là mình normalize, sau đó mình tính toán sử dụng những cái đơn giản thôi, ví dụ như là mình sử dụng cái các phép kiểm định tính toán để mình chọn ra những cái gene nào nó có khả năng nó phù hợp với cái bài toán của mình, rồi sau đó mình sẽ làm luôn là tự động để mình gọi là chạy ra những cái hình mà nó có chất lượng cao, tức là mình phải biết cách chỉnh từng cái hình cho nó đẹp rồi á, thì sau đó mình chạy cái vòng lặp để mình ra được cái những cái hình, ví dụ cái hình mà thường thì em làm thì cỡ khoảng mười mấy mê đó. Hoặc là có thể là mình ra dạng PDF thì nó phù hợp hơn, để mà khi mà mình làm cái sử dụng những cái tool ví dụ như là cái Inkscape hoặc là cái Photoshop, để mà mình có thể gọi là ra được cái hình mà làm publication được đó. Thì cái đó là cái chi tiết hơn chút xíu cho cái phần môn trực quan hóa dữ liệu. Dạ thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vô cái phần gọi là cái bài toán linear reaction. Thật ra đối với cái bộ môn gọi là machine learning này thì môn học máy thì nó có những cái ví dụ như kêu gọi là những cái phân loại, ví dụ như là supervised learning nè, unsupervised learning nè, rồi semi supervised learning nè. Thì cái chữ supervised này có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình sẽ cung cấp cho nó những cái giá trị mà gọi là cung cấp cho nó những cái thông tin để nó biết được. Rồi sau đó ví dụ như là ở đây mình có làm cái linear reaction đúng không? Thì mình phải cung cấp đầu tiên là cái giá trị các input mà mình cần dự đoán, là cái giá trị y thực tế. Thì nó sẽ dựa vào cái y thực tế đó, nó sẽ optimize để tìm ra cái cách mà phân loại tốt nhất. Thì cái đó gọi là supervised learning. Còn một cái kỹ thuật nữa, unsupervised learning á, tức là mình giấu đi cái biến giá trị mình dự đoán, mình chỉ có cái input thôi, và lúc đó mình sẽ xem thêm á, là làm thế nào mà
gọi là xem coi như là cái data nó phân phối hay là nó phân cụm như thế nào chẳng hạn, hoặc là có những cái đặc tính gì đó chung, thì lúc đó mình sẽ gọi nó là unsupervised learning. Còn một số kỹ thuật ví dụ là semi supervised learning thì gọi là nó sẽ biết được một phần. Mình có thể hiểu đơn giản như vậy. Thì đây mình sẽ hiểu được là ok, vậy trong này thì nó là cái kỹ thuật supervised learning. Vậy tiếp theo á thì mình mới hiểu thêm cái chữ gọi là regression. Vậy thì regression thì nó cái gì? Nó nghĩa là hồi quy, tức là mình đưa cái biến đầu vào không cần biết. Sao cái kết quả cuối cùng cho mình á là một cái biến dự đoán nó tính liên tục. Thì những cái biến liên tục ví dụ như là gì? Tuổi của mình nè, chiều cao của mình nè, độ dài nè, hoặc là ví dụ như là biểu hiện gene, biểu hiện của một cái gene mà mình cần dự đoán này chẳng hạn. Thì cái đó là linear, hoặc cái đó là về trong phần sinh học của mình. Còn ví dụ như mà mình có thể liên hệ đến các gọi là các bài toán mà ví dụ như bây giờ cũng đang khá là nổi, tức là các anh đang làm cái câu chuyện là làm sao để mà dự đoán được cái tình hình chứng khoán, tức là ví dụ hôm nay dựa vào những cái chỉ số giá ngày hôm nay và những ngày trước đó thì có thể là đủ thông tin để mình dự đoán cái ngày hôm sau không? Ví dụ như mình biết được à thì nó có cái nếu mà mô hình mình chính xác á thì mình dự đoán được tương lai của ngày mai là ok nó sẽ tăng, thì lúc đó mình sẽ gọi là mình tự động mình mua trước chẳng hạn. Còn nếu mà mình giỏi nữa thì có thể là làm luôn con bot, tức là chỉ cần build cái mô hình và sau đó khi con bot nó thấy cái tín hiệu mà nó sẽ tăng tự động nó sẽ mua, và khi thấy tín hiệu nó chuẩn bị giảm nó sẽ tự động bán. Thì cái đó là ứng dụng trong kinh tế đó. Rồi thì cái đó là em nói sơ qua về những cái ứng dụng về cái regression đó. Còn tiếp theo thì ở đây người ta cũng có đề cập một cái câu rất là hay, tức là cái hội quy, cái hàm hội quy thực tế thì không bao giờ nó linear, tức là hầu như là cái nào nó cũng vậy. Ví dụ như là cái thật ra là rất khó để một cái biến mà nó phụ thuộc vào nó là một cái đường thẳng hoặc là một cái hyperplane chẳng hạn. Nếu như mà mình có nhiều cái nó là dạng multiple regression đó, thì nếu mà nó không có tuyến tính thì có thể là thậm chí là dạng đường, nó thường có thể là theo dạng đường cong như thế này, hoặc là nó lên xuống đồ nữa. Nói chung là rất là khó để mà là gọi là xác định được cái hình dạng. Tuy nhiên trong cái bài này thì mình sẽ tìm hiểu gọi là cái hội quy tuyến tính để làm cái gì. Có một cái nhìn cơ bản nhất là à vậy thì cái bài bài gọi là những cái bài toán mà machine learning về tuyến tính thì mình sẽ làm từ cái đơn giản nhất để bắt đầu mình mới hiểu được là những cái gọi là cái nội dung ở phía sau, và sau đó mình sẽ thực hành thực tế. Thì lúc đó mình sẽ đi vào những cái kỹ thuật mới nhất bây giờ thì nó sẽ dễ hơn. Rồi thì ví dụ như ở đây là một cái data, thì cái data hồi nãy em cũng có đề cập với mọi người, tức là bây giờ bên kinh tế mình sẽ thực hiện một cái chiến dịch như sau, là tôi bên đội ngũ marketing thì bây giờ bên kia cho mình nó là 10.000 đô la, thì làm sao để mà mình boost cái sale lên cao nhất. Thì đầu tiên đó là nếu mà mình muốn biết chắc đó, thì mình phải dựa vào cái có thể là mình nếu mà ở vai trò một người bình thường đó, thì người ta sẽ không có tính toán thống kê gì hết. Ví dụ cho 1.000 đô thì người ta cứ chia phân 3 phần thôi chẳng hạn. Ví dụ làm cái newspaper nè là 33.000 đô, à 3.300 đô, radio cũng vậy, tivi cũng vậy, chia đều ra như vậy. Nhưng mà thật ra thì cái bản chất nó sẽ hơi khác nhau. Ví dụ như có thể là cái tivi nó cao hơn chẳng hạn, hoặc cái radio nó cao hơn chẳng hạn, hoặc cái newspaper nó cao hơn chẳng hạn. Thì cái đó nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái việc gọi là một cái nhà thống kê người ta tính toán đó, thì bởi vậy mới có việc làm cho mình đó. Thì ví dụ như ở đây thì mình sẽ tự đặt ra những cái câu hỏi ở và gọi là cái góc nhìn của một nhà thống kê. Thì đầu tiên là liệu là có cái gọi là cái mối quan hệ nào giữa cái gọi là cái việc mình chạy gọi là cái chi phí chạy quảng cáo nào với lại cái sale chẳng hạn. Thì nhìn vô rõ ràng là mình thấy có đúng không? Nhưng mà cái xu hướng thì ví dụ như ở đây mình thấy à cái tivi hoặc cái radio hoặc cái newspaper tất cả đều có cái xu hướng là khi mà mình bỏ tiền nó nhiều vào càng nhiều á thì cái mức độ gọi là cái sale nó sẽ càng tăng chẳng hạn như vậy. Thì cái đó là cái mình có thể thấy cái thứ nhất. Là tiếp theo á là nó hỏi rất là hay, tức là thì đúng là có quan hệ đó, nhưng mà quan hệ là cái gì, bạn bè hay là trên tình bạn dưới tình yêu đó.
nó kiểu giống như vậy, thì mình phải biết cái mức độ strong của nó để mà gọi là cái gọi là mình sẽ bỏ tiền vào cái nào nó nhiều để tạo ra được cái doanh số nó cao nhất, chứ không phải là cái nào cũng bỏ vô rồi xong thành ra nó công cốc nó không được gì hết, nó sẽ lỗ. Thay vì gọi là cái đó gọi là trong kinh tế gọi là cái alternative opportunity, tức là cái cơ hội thay thế, mình sẽ cân nhắc xem cái cơ hội thay thế nào nó tốt nhất để mình làm. Rồi thì rõ ràng ở đây mình nhìn thấy được là à, cái TV thì có vẻ là nó sẽ hiệu quả hơn nè, tại vì cái đường nó tương đối là cái này mình nhìn bằng mắt thôi chứ mình chưa có tính ha, thì mình nhìn rõ ràng thấy cái đường hồi quy và những cái điểm của nó sẽ không có dao động quá nhiều. Trong khi đó là cái newspaper này thì nó tương đối là nó hơi rộng, và cái thứ hai nữa là cái phần cái đường thẳng này nè nó nằm không được dựng cao cho lắm, thì có thể mình thấy được là à, cái này có thể đóng góp nó ít hơn. Và thực tế thì mình nhìn vào cái suy nghĩ mindset bình thường thôi, nếu mà một nhà kinh tế thì bây giờ ví dụ như là xem TV nhiều, rất nhiều người xem TV hoặc là xem YouTube chẳng hạn. Còn nếu mà giờ hỏi ai mà xem cái báo hoặc là radio thì cũng có đó, nhưng mà cái mức độ mà gọi là những cái gọi là cái số lượng người xem chẳng hạn thì nó tương đối là ít. Vậy là thêm một cái nữa là phần quảng cáo, thì ví dụ như khi mình đang xem TV đúng không, thì nó sẽ đập thẳng vô cái chỗ mà phần xem TV của mình. Còn ví dụ như cái phần đang coi trên báo, đọc bài báo thì thấy chỗ nào mà có cái phần quảng cáo là mình kéo lướt lên là nó cũng qua rồi, cho nên cái việc lưu nhớ trong đầu của mình nó cũng ít. Thì cái đó là mình sẽ gọi là có cái nhìn nó logic. Rồi thì tiếp theo thì người ta nói là cái gọi là cái phương tiện truyền thông nào nó đóng góp vào trong cái sale, thì tất cả là ba cái đều nó là có thôi, nhưng mà cái về mức độ thì nó tương đối là hơi khác nhau. Rồi thì bây giờ làm sao để mà ví dụ như là dựa vào những cái thông tin này thì người ta mới đưa ra là à, bây giờ nếu mà như tôi có một cái budget vào cái bỏ vào để chạy truyền thông, ví dụ làm TV, radio, newspaper luôn, thì giờ có thể ước lượng được là cái sale là bao nhiêu hay không, để ví dụ như là cái doanh số, ví dụ công ty năm nay mình làm ra là lời 10 tỷ, nhưng mà doanh thu cái lợi nhuận là 10 tỷ, thì năm sau muốn là lợi nhuận tăng lên là 20 tỷ thì mình phải có những cái ước lượng về cái mặt mà chi phí mình phải bỏ ra, thì giờ làm sao tính, thì mình sẽ dựa vào những cái dữ liệu quá khứ. Ví dụ như cái này thì mình nói là à, bây giờ hiện tại tôi chỉ có bỏ 200 thôi, thì doanh thu đang là 10 tỷ và muốn tăng lên cái mức mà gọi là 20 tỷ thì nó phải lên khoảng là tầm 300 bỏ vào cái tiền quảng cáo. Tuy nhiên thì cái này nó chỉ là một cái mà nó đóng góp bởi nhiều yếu tố nữa. Thì tuy nhiên đây là một cái cách mà để ước lượng tương đối tốt, đỡ hơn là mình không biết cái gì cả, đúng không? Rồi tiếp theo là có cái mối quan hệ gì giữa những cái tuyến tính này hay không, thì cái này thì thật ra là cái khúc sau mình sẽ mới xem được, tại vì cái hình này thì nó chưa đủ thông tin. Thì thật ra nó sẽ có một cái mối quan hệ giữa những cái phương tiện truyền thông này, ví dụ như là mình một người có thể là vừa xem TV vừa xem newspaper chẳng hạn, vừa nghe radio chẳng hạn, và họ cùng gặp một cái quảng cáo của mình chạy trên ba cái nền tảng truyền thông, thì rõ ràng là gì, là mình sẽ nhớ được nhiều hơn, đúng không? Thì có khả năng cao là mình sẽ mua nhiều hơn chẳng hạn, như vậy thì nó sẽ có một cái interaction effect. Đó cũng chính là cái phần mà ở cái hiệu ứng gọi là cộng hưởng ở trong cái chạy truyền thông. Đó, thì đây là cái phần giới thiệu sơ bộ ở cái bộ data mà có xài em có xài ở đây. Rồi thì giờ bây giờ mình sẽ quay lại cái phần mà gọi là làm sao để tính toán. Thì thật ra cái này em cũng cảm ơn thầy là rất nhiều, là thầy đã gọi là làm tương đối là thầy làm hết cái phần gọi là sử dụng cái gradient descent nè, xong rồi thầy sử dụng cái stochastic gradient descent, rồi thầy cũng có kêu tụi em làm thử là cái mini batch gradient descent luôn, tức là hầu hết là cái phương pháp mà để làm cái này thông qua cái việc lập trình thì đã tương đối là ok rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay lại, mình chỉ coi một cái cơ bản như thế này. Ví dụ như giả sử như mình có một cái mô hình để mà nó linear thì
bây giờ mình đang nhắc tới simple linear ha, thì ví dụ có cái biến y là cái biến cần dự đoán và cái biến x là cái biến mình cần đưa vào, thì cái giá trị b0 này thì mình sẽ gọi nó là cái phần gọi là cái intercept, b1 sẽ gọi là cái slope đó, hay người ta còn gọi những cái khác ví dụ như là cái coefficient. Ví dụ mình có nhiều cái x hơn, ví dụ cách mình có 3-4 feature thì mình sẽ đặt nó là x1, x2, x3, x4. Tương tự như vậy thì cái coefficient của nó sẽ đặt là cũng là 1, 2, 3, 4 luôn. Hoặc là trong một số bài gọi là bài báo ở bên sinh học á, thì người ta sẽ đặt nó là WE nhân XE. Đây nè, nó ghi chữ này nè. Đây dạ. Thì thường người ta thay vì gọi coefficient, người ta cũng thay gọi nó là chữ weight đó. Cho nên là thành ra là cái mình cũng cần phải biết cái này. Và tiếp theo thì có cái S is the error term, thì cái này hôm trước thầy cũng có nói rồi, tức là cái này thì nó sẽ hơi đặc biệt chút xíu. Tại sao nó lại sinh ra thằng S này? Tại vì một số người thì người ta sẽ tính thêm cái phần, có cái phần error term này, error term này, hay là cái phần expectation của cái error này. Ví dụ như là giả sử như mình có sai số đúng không, thì này là một đi, quả này trừ một đi, thì khi mà mình kết hợp với hai cái này thì nó tổng lại nó sẽ bằng không. Thì cái assumption của người ta là cái error term này nó sẽ gần bằng không, cho nên là đôi khi mình sẽ không thấy cái thằng này xuất hiện. Thì cái là cái assumption thôi. Còn để một xíu thì em sẽ làm thử để mọi người xem thử thật sự là nó có thỏa cái này hay không, hay là nó chỉ là cái thỏa cái này hay không, để khi mà có mô hình thì mình có thể bỏ cái chữ S này ra luôn. Rồi còn để mà khi mà mình cái này là cái phần mình build model dựa trên một cái training data, tức là mình đã biết rồi, mình có cuốn sách giáo khoa rồi, mình dạy cho nó trong cuốn sách giáo khoa hết. Và tiếp theo á, thì mình sẽ gọi là cho nó gọi là à, khi đã ước lượng được cái B0 với là cái B1 rồi nè, thì mình mới gọi là dự đoán cái giá trị mà gọi là cái doanh số ở tương lai. Thì cái nào nó cũng vậy, cái các ước lượng thì nó sẽ ký hiệu là cái y mũ này, như cái B0 hoặc cái B1 cũng là ước lượng thôi. Tại thật ra thì rất là khó để mà ví dụ như mình tính chính xác, đặc biệt là trong ví dụ như là trong linear này còn có thể, còn ví dụ như một số cái mô hình khác thì nó khó hơn, thì khó để đi đến, cho nên ở đây người ta vẫn ghi cái ước lượng đó. Thì cái người ta cũng ghi là cái hat là cái mũ đó. Rồi thì cái này là mình đã thấy được cái hình dung cơ bản là bây giờ mình sẽ có một cái phương trình và mình giải làm sao để mà cho cái giá trị nè, y redict này hay là y ước lượng này, so với cái y thực tế của nó là nó nhỏ nhất có thể là ok. Thì đây mình sẽ nhảy qua cái phần số 2, thì cái đó kia là cái phương pháp là least square, tức là cái làm sao để cho cái error term nhỏ nhất. Thì cái error này nó tính như sao? Thì đầu tiên á, là mình sẽ có cái giá trị gọi là, ví dụ như mình có bao nhiêu cái điểm đầu vào. Ví dụ như mình có 10 điểm thì tổng cộng là sẽ có 10 cái error term. Và cái error term này tính rất là dễ, tại vì mình chỉ có gọi là giá trị y là giá trị thực tế là đúng không? Còn giá trị mà trừ B0, trừ B1 nhân X1 có phải là cái điểm X1 này đúng không? Cái này hay là cái Y redict của mình, cái Y mũ, Y1 mũ của mình, cái này là Y2 mũ nè. Đó. Thì tương tự như vậy thì mỗi cặp điểm như vậy mình sẽ có một cái error. Thì tuy nhiên thì cái error thì hôm trước thầy cũng đã giải thích rồi, tức là tại sao mà mình không để gọi là chỉ trừ, không gọi là không để bình phương. Tại vì nếu không để bình phương thì nó sẽ bị cancel, tại vì nó sẽ có dạng thứ nhất là âm xong rồi dương đúng không. Nếu mà có số âm rồi có số dương nó sẽ bị triệt tiêu. Thì một tí em sẽ có ví dụ trên Python để mọi người thấy là tại sao nó lại âm dương, nó lại trừ, nó bị triệt tiêu với nhau đó. Rồi thì cái để mà tổng những cái error này thì người ta sẽ gọi là cái residual sum of square. Tại vì cái residual này chính là cái phần dư nè. Phần dư hay nói cách khác là cái phần khác biệt giữa cái giá trị thực tế mình dự đoán và cái giá trị mà giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế. Đó. Rồi thì cái phương pháp least square thì thật ra nó chỉ tiếp cận làm sao để mà tính gọi là nhỏ
gọi là nó minimize tối đa cái error này thôi. Thật ra các phương pháp khác thì nó cũng phải minimize cái error này. Tuy nhiên thì cái e-redict này thì nó không phải là cái đường thẳng mà mình thế vào cái phương trình này, thì nó có thể là những có những cái cách tiếp cận khác. Tuy nhiên thì mình cần biết nó là cái e-redict là được rồi. Tương ứng tới với cái từng điểm. Thì hôm trước thầy có chỉ là có thể sử dụng cái phương pháp ví dụ như là mình sử dụng gradient descent nè, hoặc là mình sử dụng cái phương pháp tính toán đại gọi là đại số tuyến tính nè. Thì cái này thì mình có thể sử dụng một cái khác nữa, đó chính là đối với cái đơn giản này có thể là sử dụng cái gọi là mình chứng minh công thức, có nghĩa là tại điểm B1 này tổng các giá trị của xi trừ cho x gạch này chính là cái min nè, hoặc nhân cho cái y trừ cho cái y min này chia cho tổng cho cái xi trừ cho x trung bình này, tất cả bình phương, thì tại điểm này cái con giá trị B1 này sẽ là bằng con giá trị mà ước tính để đạt được cái giá trị mà gọi là residual sum of square này nó nhỏ nhất, nó chính là cái thỏa mãn cái bài toán của mình. Thì dựa vào cái này thì mình sẽ thế cái con B1 xuống đây thì sẽ tìm được cái nhân giá trị B0 đó. Nói chung là một hồi mình thử thì mình sẽ tính được nó ra thôi chứ không có gì khó hết. Rồi tiếp theo thì ở đây thì người ta có nó nói nè, thật ra cái này em nghĩ là chắc mình cũng lặp đi lặp lại khá là nhiều lần rồi cho nên cũng không cần thiết cho lắm. Tức là cái giá trị y trung bình thì nó chỉ bằng là giá và tổng giá trị y chia cho n thôi, hoặc là giá trị x thì tổng giá trị x chia cho số sample là n, thì chỉ vậy thôi đó. Rồi thì đây là cái mình hình dung gọi là mình hình dung cái phương pháp least square. Thì ở đây là người ta có visualize sẵn cho mình gọi là một cái là bao gồm là thứ nhất là cái đường linear tốt nhất, cái tiếp theo nữa là cái điểm giá trị mà dự đoán, và tiếp theo nữa là cái residual. Thì đầu tiên cái đường đây đúng không, thì ví dụ như chỗ này mình có một cái điểm nằm trên cái đường này, nó trực tiếp từ điểm đỏ này nó đụng cái đường màu xanh của mình là cái đường hồi quy của mình, thì cái giá trị điểm cái đây chính là cái giá trị mà mình dự đoán nó nằm trên cái đường hồi quy. Thì vậy thì mình có cái giá trị phần dư nó chỉ là gì, nó chính là cái đường màu xanh đây đó, từ điểm này cho tới cái từ điểm màu đỏ thực tế này cho tới cái điểm mà nó đụng cái đường màu xanh, thì cái này gọi là cái phần dư của nó. Thì tương tự như vậy mình sẽ có rất là gọi là có bao nhiêu điểm thì có bấy nhiêu cái phần dư thôi, và mình tổng là thì nó sẽ ra cái sum of residual sum of square đó. Thì và như thế này thì mình đã thấy là tương đối là nó khá là tốt, tại vì cái model của mình cho một cái đường thì nó nằm tương đối là khá đẹp, và cái những cái điểm ở bên ngoài thì nó chưa có phải là nó gọi là nó có nhiều cái outlier, ví dụ nó nằm ở đây chẳng hạn. Rồi thì ví dụ này là ở trong cái việc mình sử dụng một biến thôi, tức là cái gọi là tình hình, gọi là cái tài chính mà mình bỏ, cái lượng tiền mà mình bỏ vào ở trong quảng cáo TV để mình dự đoán cái doanh số của cái công ty. Rồi thì tiếp theo mình sẽ làm một cái nữa, đó chính là cái standard error. Thì cái standard error này là cái gì, thì cái standard error này thì thầy chưa có giới thiệu thì ở đây em sẽ giới thiệu luôn. Tức là nó sẽ là một cái gọi là cái hằng số ước lượng, một cái số ước lượng mà nó sẽ cho mình biết đó là cái giá trị của cái B1 này nó vary như thế nào, nó vary cái sao ta, cái độ phân phối của nó như thế nào. Ví dụ mình có cái phương sai đúng không, và mình tính cái độ lệch chuẩn thì mình sẽ biết được là cái sample của mình, cái tập data của mình nó phân phối là nó rộng hay là nó hẹp chẳng hạn. Như vậy ví dụ như là mình có cái sample như thế này và một cái nó như thế này, thì rõ ràng cái này thì phương sai của nó hay là độ lệch chuẩn của nó sẽ nhỏ hơn so với cái phương sai và cái cái độ lệch chuẩn cả cái nhóm data thứ hai đó. Thì tương tự như vậy mình cũng sẽ ước lượng để mình tìm hiểu xem là cái khả năng mà nó cái error của mình có thể là cái nó sẽ có thể là nó rơi trong khoảng 95% interval là bao nhiêu. Thì
Em sẽ nhắc lại thêm một cái định nghĩa, đó chính là cái confidence interval. Confidence interval là cái gì? Thật ra thì ví dụ như mình có học cái phân phối đúng không, thì cái khoảng tin cậy, tức là ví dụ ở đây ghi 95%, tức là nếu giả sử như cái data của mình nó thật sự nó follow một cái, nó thật sự nó theo một cái phân phối, ví dụ phân phối chuẩn chẳng hạn, thì 95% cái data của mình sẽ nằm trong cái khoảng nào đó. Thì ví dụ như ở đây giả sử như trừ 1 cho tới 1 chẳng hạn, thì mình sẽ đưa ra một cái khoảng mà tại đó nó 95% khả năng cái data nó sẽ rơi vào đó. Thì ở đây người thì mình nhìn cũng tương đối là quen thôi, tức là cái giá trị B1 này chính là cái giá trị kỳ vọng, hay là cái giá hay là cái giá trị mà ước lượng của mình tính được, và sau đó mình cộng thêm cái standard error của cái giá trị B1 này để mà mình xem coi là nó khoảng gọi là có khả năng gọi là nó chạy trong cái khoảng bao nhiêu để mình tính. Tại vì cái giá trị này mình không biết thật sự là cái giá trị thực tế của nó bao nhiêu, mà mình mặc dù là mình tính ra cái này nó cái B1 á thì mình tính ra được đó là nó minimum, nhưng mà giả sử như có khả năng là nó có những cái data tiếp theo nếu mà nó có chạy nó làm xấu cái mô hình của mình đi, thì nó có xấu thì nó xấu bao nhiêu chẳng hạn như vậy. Rồi thì ở đây thì mình sẽ quay lại cái phần gọi là cái công thức. Thì cái công thức error này thì nó sẽ chỉ có một cái khác thôi, đó chính là cái mình nghe thì mình cũng hiểu rồi, đó chính là cái sai số chuẩn. Sai số chuẩn thì đầu tiên ở đây người ta sẽ tính cái công thức dựa vào cái gọi là cái phương sai của cái sai số này. Thì phương sai cái sai số thì mình tính là cái variance của cái e này. Cái e này chính là cái phần dư, nó chính là cái phần dư của mình luôn. Thì cái variance của cái error này thì một hồi em sẽ có cái phương pháp để mọi người xem. À ở đây cũng có sẵn luôn nè. Thì ví dụ như là cái y1 trừ y này trừ cho y thực tế của mình, y thực tế trừ cho cái giá trị mà dự đoán của mình, thì nó chính là cái error, là cái thứ nhất. Tuy nhiên thì cái này á mình chưa lấy căn ha. Cái này mình chưa lấy căn. Tại vì cái này là SB1, còn cái này là SB1 bình phương. Cho nên nếu mà mình bình phương á cho nó giống trên này á thì rõ ràng là mình bỏ cái dấu căn này đi là ok đúng không? Rồi, thì giờ cái variance của error thì mình thấy à ở đây với cái đây là nó giống nhau. Vậy thì cái variance của error á bản chất thì nó sẽ bằng cái tổng của cái giá trị mà thực tế trừ đi giá trị dự đoán. Tuy nhiên ở đây sẽ có thắc mắc là ủa tại sao lại chia cho n trừ 2? Thì mình phải nhớ một cái là cái này là cái degree of freedom, tức là cái độ tự cái, là cái bậc tự do ở trong cái việc mà mình normalize cái gọi là mình tính cái giá trị kỳ vọng của mình, thì tính tính cái phương sai của mình đó. Thì bình thường mình sẽ là n trừ 1, nhưng mà ở đây do mình có hai giá trị nè, B1, B2 luôn, cho nên phải là n trừ 2 ha. Thì nó chỉ có khác vậy thôi. Còn cái này là cái khai triển để mà một hồi mình viết mình tính cho nó chi tiết và nó kỹ hơn thôi. Rồi. Cái này thì tính được là cái này nó sẽ khó hơn cái B0, còn cái B0 là cực kỳ dễ tính luôn. Tức là bây giờ mình đã có cái hệ số B0 hay là cái phần gọi là cái intercept để mình ước lượng được rồi á. Thì giờ cái này mình sẽ tính ra được cái phương sai đúng không? Cái phương sai của cái error. Còn cái phần này thì quá dễ tính rồi, nó không có cái gì nữa. Thì mình chỉ cần nhập vô đúng cái số vô là cái n và cái x bình x trung bình bình phương trên kia. Đó. Thì cái này là cái phần gọi là công thức, và mình hiểu cái vì sao tại vì sao người ta lại cần tính cái thông số này. Thì cái confidence interval này thì hồi nãy ở đây người ta có ghi hơi tắt chút xíu, tức là B1 cộng trừ 2 lần SE nhân cho B1. Thì ở đây mình sẽ thật ra mình sẽ tính được nó thành cái khoảng như thế này, tại vì nó sẽ phân phối đây để em vẽ. Ví dụ nó phân phối tương đối đẹp như thế này đúng không, thì cái B1 mình nó chính là cái nằm ở giữa. Thì bây giờ qua mỗi bên tay trái và bên tay phải á thì nó sẽ bằng nhau, mình lấy một cái khoảng bằng nhau thì nó sẽ gọi ra được cái confidence interval. Và cái hai này thật ra cái số 2 này thì sẽ là cái phần nó sẽ bằng hai lần cái standard deviation nếu mà bình thường, hay là cái standard error ở đây trừ 2 ở đây, à cộng 2 chứ, tại vì nằm bên tay phải, và trừ 2 ở đây.
tương tự như ở phía sau thì em sẽ có một cái slide là thay vì trừ 2 mình có thể trừ những cái khác để mình tính ra được những cái confidence interval chẳng hạn. Để em xem. Just. Rồi ok, hình như là em bỏ cái mất cái slide đó rồi. Thì từ từ. Thì có thể là mình thay cái số trừ 2 này có thể bằng những cái số ví dụ là trừ 3 chẳng hạn, thì cái khoảng tin cậy nó sẽ tăng lên ví dụ 99%. Nó sẽ mở rộng cái khoảng này ra hai bên chỉ vậy thôi. Thì đây là cái phần gọi là confidence interval, khoảng tin cậy để mình cho những cái hệ số mà mình ước lượng trong cái mô hình hội quy tuyến tính. Rồi, tiếp theo này tiếp theo thì mình đã hình dung được là bây giờ tôi có một cái mô hình tuyến tính. Tôi có những cái tham số để hình thành một cái đường thẳng hoặc là một cái siêu mặt phẳng, ví dụ nó có nhiều hơn là hai chiều chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ có một cái hypothesis testing, tức là để kiểm tra xem là cái của mình đó là nó có thật sự tốt hay chưa. Thì cái này nó kiểm định này nó tương đối là đơn giản. Thứ nhất là mình sẽ đưa ra là không có cái mối quan hệ nào giữa x và y. Đó là cái null hypothesis của mình. Còn cái alternative hypothesis đó thì nó sẽ là cái có mối quan hệ giữa x và y. Thì bây giờ dễ lắm, mình suy nghĩ là nếu mà không có quan hệ thì là gì? Giả sử như bình thường ha, nếu mà mình có quan hệ đi thì là y sẽ là b0 cộng cho b1 nhân cho x cộng cho cái phần sai số. Thì bây giờ mình sẽ thấy được là cái b0 với lại cái x này nè với cái y, nếu như mà nó không có quan hệ, không có quan hệ thì dễ rồi, tức là cái x này nó sẽ không ảnh hưởng đến giá trị y, hay nói cách khác là cái hệ số b1 nó bằng không, cho nên thành ra là người ta mới rút ra nè, thành ra là cái mô hình của mình nó là cái b1 nó sẽ bằng không và cái mô hình nó sẽ thành là y bằng b1 cộng cho cái residual thôi. Và cái giá và chính vì thế thì mình sẽ ra được cái hypothesis, đó chính là x không liên quan, là không có mối quan hệ, không có liên quan gì tới y hết. Thì cái hypothesis nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì để mà mình kiểm tra cái hypothesis này thì mình sẽ tính sử dụng cái t-statistic. Thì cái t-test gọi là cái t này mình phải phân, mình phải nhớ kỹ nha, hôm trước em nhớ có ai đó nói nhầm là làm cái t-test thì nó follow cái normal distribution gì đó. Mình tính ví dụ như cái sample của mình follow normal distribution chẳng hạn, nhưng mà khi mà mình tính cái xác suất á, thì phải dựa trên cái phân phối t này á, tại vì mình không biết được cái số lượng sample của mình là bao nhiêu, cho nên là ví dụ như khi x x này á, thì mình sẽ có cái phân phối t này dựa vào cái số lượng sample, cho nên là mình sẽ còn cách tính á, thì tương đối là đơn giản thôi. Ví dụ như ở đây mình có cái t này thì nó sẽ bằng cái, thật ra thì ví dụ mình có nhiều điểm hơn thì nó sẽ là bi thôi. Ví dụ như mình muốn tính giá trị t ở trong cái b0 á, thì nó sẽ bằng là thay con y này thành thành không, thì tức là b0 trừ không chia cho SE của b0 đó, thì nó chỉ có như vậy thôi. Và sau đó thì tuy nhiên nhớ kỹ một cái là cái t distribution này, cái degree of freedom cực kỳ quan trọng luôn, tại vì cái degree of freedom á, mà nếu mà mình không khéo á, mình cứ để n trừ 1 là sẽ đi nha. Mình nhớ đây là do mình có thêm cái biến gọi là dependent, cho nên là n trừ 2 ngay chỗ này khi mà cái b1, giá trị b1 nó bằng không. Thì sau này mình sẽ kiểm tra được ở trên cái t distribution, ví dụ cái t distribution của mình như thế này, hoặc là thậm chí nếu mà nó xem bộ nó nhỏ thì nó như này, xong rồi từ từ nó mới ra gần gần được như cái normal, nếu mà cái số lượng nó tăng lên nó hình chuông ấy. Thì cơ bản là cái này mình sẽ tính, và có thể hồi cấp đại học đó, thì mình dùng cái bảng để mình tính. Tuy nhiên thì cái này cái gọi là cũng không cần thiết lắm, mình chỉ cần tính ra được giá trị t là được rồi. Còn cái việc mà gọi là tra bảng hoặc là gọi là tính toán thì đó thì có thể sử dụng cái lập trình. Rồi tiếp theo thì bây giờ mình sẽ đọc thử cái kết quả nè, ví dụ như là cho cái kết quả của cái
việc chạy quảng cáo chẳng hạn, thì hồi nãy mình vừa là làm cái phương pháp tính toán, thì ở đây á, là người ta đang chỉ là thực hiện cái việc gọi là, ủa sao mất cái biết rồi. Rồi ok, thì cái việc tính toán của người ta chính là cái TV nè, budget với cái sale nè. Thì cái này là cái linear model này, mà mình gõ chữ trong R này, thì nó là sale dấu ngã với cái TV đó. Thì kết quả khi mà mình summary ra thì nó sẽ được như thế này. Coefficient này á, nó chính là cái B0 nè, còn cái TV này chính là cái B1 nè. Và nếu mà dựa vào cái này á, thì hồi nãy mình vừa học rồi, thì mình sẽ có được cái nhìn như sau. À thì rõ ràng là cái TV này thì nó có quan hệ. Lý do tại sao? Tại mình nhìn thấy rõ ràng là cái t statistic nè, cái p value của nó significant, thì mình sẽ reject cái null hypothesis. Thật ra mình nhìn thấy cái giá trị t value thì rõ ràng nó rất là lớn luôn, nó 17.6 mấy lần, thì nói chung là rất là gọi là đủ đủ an tâm rồi. Thì cái này là gọi là mình chỉ đi chi tiết gọi là từng cái hệ số, rồi có những cái thống kê hoặc là cái hypothesis cho từng cái hệ số rồi. Thì tiếp theo đây, cái này cực kỳ quan trọng, tức là mình đánh giá cái mô hình của mình. Nói chung là làm đi làm tới làm lui gì đó, mình không cần biết, mình chỉ cần biết cái là à, vậy cái kết quả cuối cùng á nó có chính xác hay không, và cái độ sai lệch của nó là bao nhiêu chẳng hạn. Như vậy thì ở đây mình sẽ có ở đây thì em sẽ có cái cách tính như sau, đó chính là sử dụng cái là cái R-square. Em nghĩ là chắc là mọi người cũng rất là gành cái này rồi, nghe tên rất là nhiều. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái gọi là tính tay thì nhiều khi không biết, thì tại vì ví dụ như cái nào đơn giản quá nhiều khi mình lãng quên luôn, thì đây em sẽ giới thiệu là sơ một cái. Thì đầu tiên mình sẽ có cái residual standard error, thì đây là cái gọi là cái sai số chuẩn của cái phần dư. Thì cái ở đây mình sẽ nhớ lại cái chỗ RSS này. RSS này chính là tổng cái EI á, hay là tổng cái error của mình bình phương đây nè. Thì nó là gọi là cái residual sum of square đó, thì đó là tổng cái phần dư. Và sau đó mình có cái tổng phần dư này mình chia cho trung bình nè. Nhưng mà do đây là mình phải gọi là điều chỉnh nó dựa vào cái degree of freedom, cho nên ra là phải chia ra trên n trừ 2 là cái thứ nhất. Rồi tại sao mình đang lấy căn? Tại vì ở đây mình có cái dấu bình phương nè, để mình muốn cho nó trở về cùng đơn vị thì mình sẽ lấy cái residual standard error. Cái này thật ra là nó cơ bản, nó chính là cái việc mà mình khi mình làm cái tính cái phương sai độ lệch chuẩn đó. Tại sao sinh ra phương sai, tại sao sinh ra độ lệch chuẩn, thì đây là nó tương tự cái câu chuyện là tại sao phải lấy căn cho vậy. Rồi thì đây mình sẽ khai triển ra cái chỗ ghi chữ RSS tắt hồi nãy, thì cái EI này nó chính là cái y thực tế trừ cho cái giá trị y dự đoán của mình. Đây thì nó chỉ có như vậy thôi. Rồi vậy thì cái a square của mình á, a square á, hay người ta thường nói là cái tỷ lệ phần trăm á, mà cái gọi là cái variance hay cái phương sai của mình có thể được giải thích. Thì cái này nó sẽ được hình dung như sau. Ở đây mình sẽ có thêm cái gọi là cái TSS này. Mình phải phải hiểu cái TSS này nó là cái gì. Thì cái TSS này nó chính là cái total sum of square. Thì cái giá trị này nó sẽ hơi tương đối là nó không có liên quan tới cái giá trị y dự đoán nha. Total sum of square thì nó chỉ là cái thật ra ra thì cái này nó sẽ là gần với cái phương sai của cái giá trị y nè. Nhưng mà nếu mà muốn trở thành phương sai thì nó phải chia cho cái giá trị n trừ 1 chẳng hạn. Còn ví dụ như mà gọi là nếu mà không có giá trị chia gì á thì nó sẽ gọi là cái total sum of square. Chỉ này sẽ là cái TSS. Và đây người ta làm rất là gọi là mình nhìn vô công thức thì mình sẽ có thể hiểu được như sau. À vậy thì tôi sẽ lấy cái gọi là giá trị phương sai của cái giá trị thực tế trừ cho cái giá trị mà gọi là của cái sai số nè, thì có phải là nó sẽ bằng so với cái rồi sau đó chia cho giá trị thực tế nữa, thì nó sẽ ra một cái tỷ lệ phần trăm để nó giải thích. Cái này chắc chắn là nó sẽ nằm ở trong khoảng là từ nhỏ hơn một là chắc cú rồi.
tại vì cái nhỏ hơn hoặc bằng một, tại vì không thể nào nó lớn hơn một. Do đây mình TSS nó sẽ bằng một rồi đúng không? Và sẽ trừ cho cái này, gọi là cái mình gọi là mình đơn giản hóa cái phần mẫu của nó thôi. Đó, thì sẽ ra được cái số 1, TSS với TSS nó trùng nhau đây này. Và tiếp theo thì mình trừ cho cái RSS với lại cái TSS này á, thì nó sẽ đôi khi là nó sẽ không phải ra, lúc nào nó ra cũng là nhỏ hơn không nha. Ở nó lúc nào nó ra cũng chạy từ không cho tới một nha. Đôi khi là nó có thể ra âm nữa. Thì một chút em sẽ show cho mọi người là là những cái trường hợp nào mà nó có chạy ra âm bằng code luôn. Thì cái đó là cái phần về cái R square này. Nói chung là mình chỉ cần hiểu là càng gọi là càng gần về một thì nó càng tốt. Và cái nào nó hơn đó thì mà có một cái là hãy nhớ rằng, tức là nó có thể cho mình biết là ví dụ như là giữa cái R square với lại cái error, tức là cái root mean square error chẳng hạn, tức là cái sai số chuẩn, tức là cái căn bậc 2 của cái sai số trung bình của mình á, hai cái đó thì câu hỏi đặt ra là cái nào nó quan trọng hơn để mình đánh giá. Thì ở đây không biết là có ai từng làm cái phần gọi là redaction này không nhỉ? Có thể giải đáp giúp em được không ạ? Alo? Mọi người ơi. Giúp đỡ đồng đội đi mọi người. Tức là thật ra mình chia sẻ gọi là những cái bình thường mình hay làm thôi. Ví dụ như là giờ mình có cái R square nè, nó là bằng 0.85, và cái root mean square error thì đây à, thôi để ghi bên cái slide cho nó dễ. Tức là cái trường hợp này thì trước thì em cũng không có để ý, nhưng mà sau này em mới phát hiện ra là cái em nghĩ nó không đúng. Chỉ đơn giản như thế là mà SE nè, cái thứ nhất bằng 1, rồi cái tiếp theo bằng 0.85. Rồi thì giờ giả sử mình làm một cái mô hình khác, thì giờ kêu là R phẩy 2 đi bằng 0.84, thì hỏi cái root mean square error này nè, nó có nó so sánh như thế nào so với cái con số 1 ở trên kia. Kim Cương có đó không? Kim Cương, alo. Kim Cương à, alo. Alo nhỉ? À. Rồi thì giờ mình có cái sai số nè, với lại mình có cái A square nè. Thì mình có nói là càng gần về một thì nó càng tốt đúng không? Nhưng mà ví dụ như giờ mình có hai cái mô hình. Mô hình thứ nhất á, thì mình đã xây được là cái A square nó là 0.85. Mô hình thứ hai á, thì cái A square của nó chỉ có 0.84 thôi. Nhưng mà cái sai số của nó thì nó có thể xảy ra trường hợp nào? Có thể lớn hơn một được không, hay là nó nhỏ hơn một? Thì mình cứ đoán thôi. Tạm thời thì chưa có câu hỏi á, chưa chưa có câu trả lời á, đặng Ok, để coi mấy giờ rồi nhỉ? À, cũng 5:30 rồi. Rồi giờ để em giải đáp luôn. Thì thật ra thì hồi trước thì em cứ nghĩ là cái a square nó càng lớn thì nó sẽ tương đồng correlation với cái root mean square error, nhưng mà không phải vậy. Tức là đúng là nó có liên quan, nhưng mà nó liên quan tương quan dương, nhưng mà không phải là lúc nào cũng như vậy. Có những trường hợp ví dụ như a square nó cao hơn, nhưng mà cái root mean square nó error nó nhỏ hơn. À không, cái A square nó cao hơn, nhưng mà cái root mean square nó lớn hơn. Cái root mean square thì nó càng, cái này cái sai số của mình nè, nó càng lớn thì chứng tỏ là cái mô hình của mình càng dở. Tuy nhiên á, thì cái cặp này á, cái anh A square này là 0.85 này, cặp này á, mình nhìn vậy thôi, nhưng mà nó có thể nó sinh ra được những cái ví dụ như cái này, nó chỉ có 0.8 thôi. Nó có những trường hợp như thế này.
Cho nên là cái việc mà đánh giá mô hình á, thì cái A square thì nó sẽ tốt cho mình để mình hình dung được là à, cái của mình dựa chấm trên thang điểm 10 đi, thì nó sẽ là từ bao nhiêu điểm cho tới gọi là chấm trên thang điểm 1 đi, từ 0 tới 1 thì ví dụ nó là A8 thì nghĩa à, cũng tốt, 0.2 cũng được, 0.6 à, cũng chấp nhận được. Còn nếu như mà bây giờ nếu mà nói root mean square error, nhiều khi mình không có hình dung được cái phân phối dữ liệu của data mình á, thì mình có cái số đó mình biết nó càng nhỏ là nó tốt vậy thôi, chứ cũng không có hình dung rõ ràng được là cỡ tốt là tốt bao nhiêu, nó kiểu như vậy. Cho thành ra là khi mà người ta so sánh giữa các mô hình khác nhau đó, thì người ta sử dụng cái root mean square error này, cái A square này thì có cũng tốt, cũng rất cần thiết để mình hình dung cái là cái mô hình của mình. Tuy nhiên mà cái quyết định thì là cái root mean square error này. Rồi tiếp theo thì có một cái nữa là tương đối hay, đó chính là cái correlation ở đây. Thì cái hệ số correlation ở trong cái Pearson á với lại cái A square của mình á, thì nó sẽ là bằng nhau cho à, cái A square này sẽ bằng cái R nhỏ của mình bình phương lên nha. Cho nên là nhờ mà một tí thì em sẽ có làm sẵn thì mọi người sẽ thấy nó đúng là nó bằng thật. Còn cái chứng minh thì đây em có để cái YouTube tại thời gian nó cũng không cho phép. Rồi tiếp theo thì có cái anh đang à mọi người chờ xíu nha. Có người kiếm vậy. Alo, alo. Dạ, sorry mọi người, tại có bạn kiếm. Dạ. Thì để em nói tiếp cái phần này thì cái hệ số này đôi khi mình có thể sử dụng để mình tính toán hoặc là nói chung là một cái gì đó nó thú vị của toán học. Hoặc là à, tại những cái hệ số correlation nó lại trùng với khi mà mình làm cái hồi quy. Nhưng mà nhớ là cái này là chỉ hồi quy đơn biến thôi nha. Ví dụ như mình chỉ có biến TV với lại cái cell, thì cái đó mình làm correlation giữa cái gọi là số tiền bỏ trong cái quảng cáo bên TV á, gọi là để dự đoán cái doanh thu á, thì nó mới bằng nhau nha, chứ không phải là multiple là nó ra đâu, không phải đâu nha. Rồi thì cái đó là cái phần gọi là một cái thú vị của cái toán học, đi chỗ này nó rồi là chỗ kia. Rồi có một cái là cái adjust a square này, thì thật ra thì nó chỉ có một cái đặc biệt ở chỗ là khi mà mình có nhiều cái sample và nó sẽ bị ảnh hưởng với cái sample khi mà làm trong thống kê đó. Số lượng sample nó càng lớn thì ví dụ như giả sử mình làm 2 triệu sample chẳng hạn, thì cái p value nhầm khi nó lại significant kiểu như vậy, thì để mình gọi là người ta mới sinh ra cái trường phái gọi là adjust, tức là điều chỉnh cái a square lại cho nó chính xác. Thì thật ra công thức ở trên đây mình sẽ nhìn thấy là nó sẽ điều chỉnh dựa vào cái RRS hay là cái ratio standard error, cái sai số chuẩn này, với lại cái tổng của cái square, thì nó sẽ chia cho cái degree of freedom tương ứng của nó, và cuối cùng thì nó sẽ ra cái adjust a square này. Rồi thì cái này là cái kết quả mà mình sẽ nhìn thấy được. Ví dụ như mình thấy được là à, cái ratio standard error hay là cái RSE nè thì nó bằng 3.26, và cái a square của mình chưa có điều chỉnh nha, thì chưa điều chỉnh vào dựa vào sample thì nó là 0.612, và cái F star statistic 312.1. Thì chút xíu mình sẽ xem là cái F thống kê F này nó là cái gì, tại sao nó lại lòi ra cái câu chuyện này nữa. Thì rồi cái đó là cái phần gọi là cơ bản là mình nắm về cái simple linear regression. Tiếp theo mình sẽ đi về cái multiple linear regression. Thì cái multiple linear regression này nó là cái gì, thì hồi nãy em đã nói mọi người này, tức là mình bỏ thêm nhiều biến vô chỉ vậy thôi. Còn cái cách làm đó thì thật ra nó cũng y chang như cái simple thôi, chỉ có cái là mình thêm cái hệ số là mình có một biến thì là B1 với là B0, mình có hai biến là B1, B0, B2, nó cứ nhân cho cái từng cái như vậy thôi. Rồi rồi với lại tuy nhiên thì ở đây người ta cũng có nói một chút xíu là
gọi là cái cân bằng của cái dữ liệu của mình, thì có cân bằng cái dữ liệu của mình là nên chú ý với lại một số cái vấn đề nè, ví dụ như là cái causality, tức là cái câu này em phải nói hoài, tức là chạy mưa đừng chơi, nhưng mà đừng chơi thì chắc chắc là do trời mưa, thì có thể là do xe nước nó chạy ngang chẳng hạn như vậy, thì cái đó gọi là mình phải tránh để khi mà mình làm cái reaction. Hoặc là hôm kia gì đó thì có một chị thì có gửi cho em một cái bài, thì chị đó cũng ở bên Hàn, thì đang làm về thạc sĩ, thì cũng bị vấn đề, tức là khi mà làm thấy họ quy ra kết quả rất là đẹp, nhưng mà tới làm thí nghiệm để mà gọi là xác định xem nó là nó có phải là causation không á thì nó fail. Mặc dù cái bài đó làm rất tốt về mặt tính toán thống kê, nhưng mà về mặt thí nghiệm để mà minh chứng thì nó không có đẹp, cho nên là mình phải chú ý cái causality này ha, nó rất là quan trọng. Ví dụ mục tiêu của mình là cái gì, nếu mục tiêu của mình chỉ là gọi là tiên lượng thôi chẳng hạn, thì có thể là không cần quan tâm cái causality, tức là nó có phải là nguyên nhân hệ quả hay không, miễn sao nó dự đoán tốt là được. Còn nếu mà gọi là mình muốn làm thêm cái việc gọi là điều trị bệnh chẳng hạn, ví dụ cái biểu hiện gene nó tăng và cái tình trạng của bệnh nhân gọi là nó sẽ nguy hiểm hơn, cái tiên lượng nó xấu hơn, thì lúc đó mình phải làm gọi là mình target vào cái gene đó, nếu như mà nó là causality rất là hay. Tuy nhiên là phải nên tránh cái đó ha. Thì mình phải kết hợp với kiến thức sinh học của mình để mình làm thí nghiệm, hoặc ví dụ làm bên kinh tế thì phải kết hợp với kiến thức kinh tế để gọi là bắt mạch chẩn bệnh, để coi là có đúng là nó có là nguyên nhân hệ quả hay không. Rồi thì cái phần kia em nghĩ nó không quan trọng, tại thời gian nó còn không ngắn, bài của em nó còn dài lắm, tới 6 mấy slide đó, cho nên là em chạy tiếp nha mọi người. Thì có gì mọi người có thắc mắc thì có thể là em gửi slide và mọi người hỏi thêm cái phần gọi là những cái note chú ý sao, thì em sẽ tập trung cái phần tính toán hơn một xíu. Rồi thì cái việc mà gọi là tính toán cái sai số phần dư này thì cũng y chang như cái kia thôi, tức là mình có cái thay thế cái ví dụ mình có một phương trình đường thẳng, thì bây giờ mình sẽ thay thế bằng cái hệ số iridic bằng cái giá trị b0 cộng b1 nhân x1 cộng b2 nhân x2 cộng b3 nhân x3, thì tất cả nó bình phương lại, thì nó như vậy thì nó sẽ cho mình một cái gọi là cái tổng của cái bình phương phần dư đó, thì nó sẽ không có khác gì cái kia hết. Rồi ví dụ như trong cái 3D mình có hai biến input là x1 x2, thì có thể mình vẽ và mình dùng được như này. Tuy nhiên thì ví dụ mà lên cỡ 4D, 5D, 6D gì đó là bắt đầu mình không có hình dung được. Tuy nhiên thì về mặt số tính toán thì mình vẫn vẫn tính được, nhưng mà visualization thì nó tương đối nó khó hơn thôi. Thì cái đó là cái mà em muốn nói. Rồi thì khi mà cái kết quả thì đọc thì nó cũng sẽ tương tự giống như cái kia mà mình làm, đó chính là cái phần kết quả của cái quảng cáo. Ví dụ như ở đây là mình sẽ làm cái multiple linear regression, tức là cái cái TV nè, cộng radio nè, cộng newspaper đó, và nó linear với lại cái cell, thì đây là cái multiple reaction của mình. Và kết quả thì hồi nãy mình đọc cái kết quả của cái simple reaction sao, thì cái này cũng y chang như vậy, cách tính nó cũng không có khác gì luôn. Tuy nhiên thì này nó sẽ có một cái hay, đó chính là cái correlation. Thì cái correlation này á thì một hồi thì mình sẽ thử tính riêng xem là cái TV này với lại cái cell này nè, cái số 0.7822 này, nếu mà mình bình phương ra coi nó có bằng cái a square không ha. Em nó bằng a square thì gọi là cái nãy mình kiểm định nó tương đối nó ok rồi. Rồi ok. Dạ. Thì bây giờ thì có thể là ở đây mình sẽ tóm tắt một số cái gọi là còn để bỏ ngỏ một số cái câu hỏi mà nó tương đối quan trọng. Tuy nhiên thì cái phần đó mình nghĩ là sẽ để phần sau để mình bắt đầu mình làm thực hành để mà cho nó kịp giờ. Đầu tiên hỏi câu hỏi là bây giờ nếu mà gọi là chỉ một trong những cái mình có nhiều cái giá trị để mà mình có thể dự đoán, thì ví dụ x1, x2 tới xp, thì
bây giờ nếu mình sử dụng một trong những cái đó thì liệu nó có Redis nó có ok hay không chẳng hạn như vậy. Và tiếp theo thì nếu mà kết hợp tất cả chúng đó, thì nó có hiệu quả để mà giải thích hay không, hay là mình chỉ cần một cái nhóm nhỏ trong cái đó là nó ok rồi. Ví dụ như là em có khi mình làm là hai cái gene chẳng hạn để mình tiên lượng cho bệnh nhân đi đó, so sánh mình đo đạt cái mức độ biểu hiện của hai cái gene, thì khi mà mình làm càng nhiều số lượng gene lên đó, thì nó sẽ là cái câu chuyện khác, tức là nó sẽ tăng cái chi phí giá thành. Nhưng mà ví dụ như tăng cỡ 2 lên mười mấy thì có thể không nổi, mà ví dụ như là tăng cỡ mười mấy lên vài chục thì cái câu chuyện đó là nó lại khác. Cho nên là mình phải làm sao để mà gọi là tối ưu, có thể là nó reduce nó kém hơn chút xíu thôi, nhưng mà cái số lượng mà gọi là cái chi phí mình bỏ ra để thực hiện, để nghiên cứu và tính toán được á, thì nó không cần quá nhiều, thì cái đó là nó ok. Còn cái phần thứ ba thì gọi là cái mô hình mình nó gọi là nó fit với cái data, gọi là nói chung là cái data nó support cho cái mô hình của mình á, nó nhiều hay ít á, thì mình sẽ dựa vào cái chỉ số hồi nãy em đã đề cập rồi ha. Thì đó chính là cái R-square với lại root mean square error, cũng như là những cái kiểm định thống kê. Rồi thì tiếp theo có thể là có nhiều cái gọi là cái giá trị mà để mình predict, thì cái những cái giá trị nào á mình có thể predict ra, chẳng hạn như có một số cái nó không phải lúc nào là mình predict nó cũng ra đúng bon y như vậy. Ví dụ như là giá trị y mình predict nó chạy từ 0 cho tới 1, nhưng mà đôi khi á giả sử như là mình làm mình không có nó có thể là chạy ra từ 0 cho tới nó chạy xuống âm luôn, hoặc nó chạy lớn hơn 1 chút xíu, 1.2 chẳng hạn. Thì lúc đó là mình phải cân nhắc rồi cái độ chính xác của mô hình mình như thế nào, thì nó cũng tương đối là giống chỗ câu số 3. Còn cái phần F statistic này thì cái giống như cái câu hỏi hồi nãy em đặt ở trên, tức là mình sẽ kiểm định thống kê xem là cái gọi là nếu mà sử dụng chỉ một cái predictor, tức là một cái biến để mà mình dự đoán thôi, thì nó có tốt hay không. Thì ở đây là cái phần để mà mình tính toán xem là nếu mà một cái biến dự đoán á, thì mình sẽ coi những cái biến khác là ở đây là trừ b nè, nó là những cái biến khác hay là cái nó trở thành cái dependent rồi, thì mình xem coi là nó có ra được cái F-score này, thì coi coi là cái khả năng mà nó predict nó có tốt hay không. Ví dụ như đây nó ra 570 là tương đối rất là cao, và nó khả năng là p-value nó cũng rất là ổn. Còn không, nếu mình nhìn đơn giản mình chỉ nhìn cái R-square thôi, ví dụ thấy cỡ 0.8 mấy là khả năng là hai cái là cái F-statistic này nè, cái p-value của F-statistic hay là mấy cái t-test kia thì nó cũng rất là ổn. Rồi thì bây giờ bắt đầu mình sẽ tạm ngưng ở đây và mình bắt đầu mình làm cái phần tính toán thử đối với cái R, tại vì mình đi qua cũng tương đối cái bài rồi. Thì để em gửi cho mọi người cái slide. Thì đầu tiên đó là cách em làm thì nó sẽ hơi khác ở chỗ thầy chút xíu, tức là do là gọi là mình đã có làm cái gradient descent rồi, cho nên ở đây em chỉ tập trung chỗ là những cái thông số mà khi mà mình chạy bằng cái thuật toán á, để mình tính xem á, và mình so sánh với cái gọi là mình tính bằng tay coi nó có khác hay nó giống như nào thôi, để mình hiểu cái cách tính nó là được. Rồi thì đây là cái data của mình, thì data của, này thì em sẽ lấy lại cái một đây một cái ví dụ tương đối là đơn giản, tức là mình sẽ nhập vào một cái data frame thôi, thì có giá trị là 5 điểm. Thì ở trong cái R thì nó sẽ cho mình một cái built-in function, tức là mình sẽ không cần gọi bất kỳ thư viện nào hết, nó có sẵn. Thì giờ mình để mình chạy thử coi là cái em chạy thử coi là cái kết quả nó như thế nào. Thì ví dụ như cái này đúng không, nếu như mình để result không á, nó đang là một cái object mà nó có chứa cái thông tin chỉ là cái coefficient đây, có là hệ số nè, để mà mình biết được là cái biến mình đưa vào á, cái này là cái intercept nè, cái này là cái slope, hay là cái hệ số của cái DFX mà mình đưa vào. Thì cái này á là nó chỉ cho đơn giản như vậy, thì mình muốn ra được những kết quả nó đầy đủ á, thì mình thực hiện như sau là summary cái result.
chỉ gõ như vậy là nó ra ok. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ nhìn vô đây, mình sẽ thấy cái residual này đúng không, là cái phần dư. Thì mình sẽ bắt đầu mình tính toán thử xem có nó như nào, coi ra kết quả giống nó hay không. Rồi tiếp theo là có cái estimator, hai cái này nó chính là chạy cái gradient descent này, là mình sẽ ra sao mà cho nó giống nó nhất là ok. Rồi tiếp theo là cái standard error, mình muốn thực hiện mình nhập công thức vào để coi nó ra hay không. Tương tự như vậy, chỉ có cái chỗ này gọi là có hơi cái thông số gọi là cái RSE nè, có là cái gọi là cái sai số phần dư, sai số chuẩn của phần dư của mình đó, có đúng là 0379 hay không. Nói chung là những cái thông số này chỉ việc gọi là mình làm lại thôi, coi là nó có ra đúng như vậy không, và mình so sánh một lượt so với cái gọi là cái data của mình, so với cái việc mà build mình bằng tay. Thì đầu tiên á, mình sẽ có cái e-redict. E-redict này á, thì cũng là một cái built-in function thôi, để mà mình tính cái giá trị y mà mình dự đoán là bao nhiêu. Thì này nó cũng tương đối là nó khá đơn giản, tức là mình sẽ chỉ cần gõ chữ redict xong rồi tên cái mô hình, cái mô hình của em thì em đặt ra là cái biến là result này, xong rồi đưa cái biến mình vào mình cần dự đoán đó, thì nó sẽ ra được cho mình là cái giá trị là 1, 2, 3, 4, 5, nó chỉ có như vậy thôi. Còn cái df 1 tới 2 thì bản chất nó là em lấy là cái giá trị mà cột x thôi à. Nè, ủa rồi ok, giá trị cột x 1, 2, 3, 4, 5 với lại rồi đúng rồi, tại vì cái trước của mình á dấu phẩy là cái hàng, và cái sau nó là cái cột. Thì cái này em nghĩ chắc cũng không có cần phải giải thích nó nhiều cho lắm. Ví dụ ở đây 1, 2 chẳng hạn, và C đây 1, 2 đi. Đó, thì nó sẽ ra cái giá trị của mình là chạy từ O1 tới O2, và cái giá trị cột của mình cũng là 1 tới 2. Thì này hơi khác Python, nếu mà hôm trước em có gửi cho mọi người cái link Python đó. Thì Python thì nó chạy từ con, cái index của nó chạy từ 0 trước. Rồi thì cái này là mình đã thấy được là bây giờ nó sẽ tóm tắt ra được như này cho mình. Thì bây giờ mình bắt đầu mình gọi là mình build from scratch để mình coi nó như thế nào. Thì đầu tiên mình sẽ quay lại cái slide hồi nãy, đây là cái cách tính bằng công thức nó tổng quát mà gọi là hôm trước thì mình chưa có làm, thì em làm thử coi nó như nào đó. Để chính bằng cái sum nè, có xi trừ cho x trung bình nhân cho y trừ cho y trung bình của y, rồi chia cho cái tổng của cái này, cái tổng ở trên chia cho tổng cái xi trừ cho x trung bình, tất cả bình phương ở dưới. Thì mình đã tính ra xem coi là nó có tính thật sự chính xác được hay không. Thì ví dụ nếu tính được chính xác thì khỏe rồi, lần sau đâu có cần phải lo nữa đâu, cứ nhập công thức. Vậy là đối với cái những cái linear regression đó thì cứ có thể là có một cái công thức mà họ họ đưa ra nó chính xác luôn. Thì đây em chỉ lặp lại công thức thôi, em cũng không có gọi là muốn giải thích chi tiết ở cái chỗ công thức là nhập như thế nào, tại vì em chỉ nhập đúng cái công thức ở trên cái slide của mình thôi ha. Thì đây nó ra rõ ràng là cái B1 là 1.05 và B0 nó là trừ 0.15. Thì giờ để mình coi lại cái vì sao đi. Đây nè, trừ 0.15 và 1.05. Rồi vậy là nó ra ok giống rồi nè. Rồi xong, tiếp theo là để mà redict á. Thì ở đây em sẽ build một cái function thôi, tức là để mà redict cái y á thì mình phải đưa giá trị vào là x. Tiếp theo là một cái intercept và cái slope. Thì sau đó mình trả về, chỉ cần giá trị là đưa x vào thì x nhân cho cái giá trị intercept cộng với slope của mình. Thì cái này có thể viết thành một function cũng được. Em làm, tại vì hồi hôm sau thì em xài nó lại vài lần nên em muốn viết cho nó thành function thôi. Còn nếu mà gọi là ai mà gọi là lười thì có thể là viết thẳng luôn là x nhân intercept cộng slope, thì cái intercept với slope thì đặt sẵn cái biến ở ngoài nó là ok. Thì cái này em sử dụng cái apply để cho nó return lại cho một cái list đó, thì nó chỉ có vậy thôi. DFX là cái input của em nè, rồi còn intercept là cái B1 với lại cái slope nó là cái B0. Thì bắt đầu ra thì bây giờ mình sẽ quay lại cái df. Thì giờ mình đã có là cái x y rồi, thì bây giờ mình sẽ xây dựng một cái y redict. Cái biến này mình xây dựng bằng tay đó, thì mình nhìn kỹ là rõ ràng là 0.9, 1.95, rồi 3, rồi 4.05.
để xem lại trên này có hồi nãy nó đang nhiêu. Thì sức đặt Redis đấy thì nó hoàn toàn nó giống nhau, không có khác nhau gì hết. Thì tiếp theo mình mới thực hiện tính tem, tính là cái phần dư. Cái này mình làm nó gọi là em làm nó hơi chậm tính tay chút xíu, nhưng mà gọi là để mọi người hiểu chắc là mình biết nó như thế nào. Thì để tính phần dư thì mình dễ mà, mình lấy cái trừ vector thôi, là df đô la y, tức là lấy cái cột y trừ cho cột cái y redict mà mình vừa đưa vào, thì em gọi nó là cái phần dư. Thì bây giờ cái này nó cũng ngắn, không không cần df đúng không, không cần hết đâu, thì ra kết quả này cho mình rồi. Thì đây là cái bảng mà gọi là mình mong muốn có được, còn mấy cái sau thì mình sẽ tính toán dựa trên cái này đó. Tuy nhiên cái này có một cái hay nữa là cái phần gọi là phần dư của mình đó, thì ở ở này ví dụ như ở đây thì nó sẽ ra được cái là 0.1, 0.05, 0 với lại trừ 0.5 với 0.4. Còn cái summary của mình á thì nó nãy nó có ra đó chứ, nhưng mà nhưng nó làm được tròn số nhiều hơn. Để mình kéo lên coi, à đúng rồi nè, này là 0.1 nè, e trừ 0.1 nó chính là nhân cho 10 mũ trừ 1 á, thì nó bằng 0.1, này 0.05, còn cái này gần như nó bằng 0 rồi. Thì tại vì trong trong máy tính này nó cũng có cái nó hơi lạ ha. Tức là mặc dù là mình trừ hai số 0 trừ nhau, nhưng mà đôi đôi lúc nó không phải nó bằng true đâu nha, cho nên mình phải chú ý cái đó. Rồi cái này thì trừ 0.55 này, này là trừ 0, này là 0.4 đấy. Thì mình đã bắt đầu là mình thấy ồ cũng dễ, đâu có gì đâu, mình tính đấy cũng cũng ok. Rồi thì bây giờ mình đã gọi là tính toán những cái đơn giản rồi, tiếp theo mình sẽ quay lại cái phần gọi là standard error nè. Thì nãy mình sẽ thấy ở đây có cái chỗ standard error nè, cái variant của error nè, hay nói cách khác nó chính là cái y y giá trị y thực tế trừ cho giá trị y predict bình phương chia cho n trừ 2, trong đó n trừ 2 là cái degree of freedom. Rồi ok, thì để mà nhắc cho mọi người nhớ là cái variant của nó tính sao á, thì đây em có làm một cái variant bình thường thôi. Ví dụ như mình có là 1 2 3 4 5 thì cái variant của mình á, nó chỉ là 2.5 thôi. Thì để tính đơn giản á, ví dụ như đây á, là một cái array ví dụ thôi, để mình tính cái phương sai của một cái dữ liệu bất kỳ, thì nó sẽ bằng là gọi là cái sum nè, nó là bằng cái tổng của cái giá trị y trừ cho giá trị y trung bình tất cả bình phương rồi chia cho 4. Tại vì tại sao là mình chia cho 4? Tại vì cái degree of freedom á, nó sẽ bằng 5 trừ đi cho 1. À, để mà cho nó ước lượng cái variance của nó sẽ gần với cái population nhất. Tại cái sample, tức là mình chỉ lấy một cái subset nhỏ. Ví dụ như là cả nước Việt Nam đi, thì mình gọi nó là một cái population. Nhưng mà ví dụ như mình lấy rải rác ở Vĩnh Long vài người, Tiền Giang, Bến Tre, rồi Hà Nội vài người, thì nó sẽ là cái sample. Đó. Thì đây mình tính ra nè, thì nó là bằng 2.5. Giống hệt cái này, cho nên gọi là mà cái này thì nó có một cái nữa là cái mean với lại expectation của cái error, thì cái này nó hơi đặc biệt chút xíu. Ok, tại vì cái mình của mình ở đây á, là cái variant của cái error này á, thì nó sẽ bằng e nè trừ variance của cái error nè. E expectation. À đúng rồi. Nhưng mà do có một cái là do cái gọi là cái e của mình á, cái phần dư của mình á, hồi nãy mình đã có cái assumption gọi là nó gần như bằng 0. Thì bây giờ nếu mà muốn muốn kiểm tra cho chắc á, thì giờ mình sẽ làm lại thôi, đi ép nè, thì nó rất là nhỏ, hầu như nó gần bằng không nè, tức là mình tổng lại cái những cái phần dư ở trong cái data frame của mình nè. Tức là cái residue nè, cộng 1, 0.1, cộng 0.05, cộng 0, cộng cho trừ 0.55, cộng cho 0.4, thì nó rất là nhỏ, thậm chí là nó bằng không luôn á. Mà do cái máy tính này đôi khi nó không có tính chính xác được cái con số ra bằng không, nhưng mà mình có thể gọi là thấy là cái assumption nó là thỏa mãn rồi. Thế này mình đã có lại một cái gì đó để mình nhớ lại là cái phương sai của một cái sample mình tính như thế nào rồi, thì giờ mình tính lại cái phương sai của cái error nó y chang vậy thôi.
Tuy nhiên có cái khác là cái degree freedom nha. Nếu mà mọi người cứ đè đầu là trừ cho nào trừ một là nó sẽ đi. Tại vì mình có hai cái independent variable là B1 với B0, cho nên là phải trừ thêm một cái nữa là 5 trừ 2. Đó. Thì đây em đặt nó là degree of freedom luôn để em xài cho phía sau. Thì giờ em sẽ nhìn kỹ là cái chỗ mà cái result ha. Thì ở đây mình sẽ có cái standard error của cái intercept hoặc là cái df đô la x nè, là cái biến x mình đưa ví dụ vào. Thì giờ bắt đầu mình chạy thử thôi. Thì cái variant error thì ở đây mình sẽ có cái tổng của cái error, tổng bình phương của cái error, tổng tổng các bình phương của error, và sau đó mình chia cho degree of freedom. À, thì cái variance error nó sẽ ra được như đây là 0.153338. Thì cái này nó chính là cái gì? Nó chính là cái gọi là cái phần gọi là y chia y nè, trừ cho y thực tế trừ cho y redict chia cho n trừ 2 tất cả bình phương. Thì bây giờ mình đang có được cái variance này rồi thì bắt đầu mình sẽ thay thế thôi. Mình đã có được cái variance, nó chính là cái một cái hệ số trên đây nè. Rồi thì câu chuyện còn lại nó rất là dễ tính. Tức là giờ nếu mình tính cái standard error đúng không? Thì mình rõ ràng mình thấy là đầu tiên là ở đây là nó là mình lấy căn bậc 2 trước cái đã, là SQRT nè. Rồi. Cái hệ số trên à. Cái này nó không có viết được ta. Rồi. Thì cái này mình bỏ cái 2 đi thì là căn vậy đúng không? Thì mình lấy SQRT trước. Còn cái này mình đã tính rồi, nó đặt em đặt cái biến tên là variance error. Còn cái sum mà x1 trừ cho x trung bình tất cả bình phương đây thì nó đã có đây rồi. Cho nên đây mình gọi là mình tính cái đây nè. Tổng của cái x trừ cho cái trung bình của x tất cả bình phương là nằm ở đây. Rồi bắt đầu mình so sánh cái kết quả. À, giờ thì nó hơi xa rồi. Cho nên mình phải summary là cái result để mình coi là có nó giống không cái nè. Nó bằng 0.1258. À, nó giống rồi nè. Ở đây của mình là 0.1258, hai kết quả đều giống. Tức là mình đã làm đúng cách. Rồi, thì đã có cái standard error của cái B1 và cái kia thì nó B0 thì nó còn dễ tính hơn cho mình. Thì ở đây nó chỉ có khác cái là mình thêm cái n này với lại cái trên này là cái x trung bình tất cả bình phương nữa. Thì cái n này em đặt là cái number of sample. À, thôi lỡ đặt chữ s rồi, đặt vô luôn đi. Thì tức là 5, thì chỉ thế công thức vô thôi. Mình xem thử. Kéo dài là nó còn đây 0.4173, 0.4173328. Quá chuẩn. Vậy là chúng ta đã có cái kết quả gọi là reduce lại tương đối. Rồi vậy thì mình đã đi được theo cái từ cái khúc này rồi, thì bây giờ mình sẽ đi lại cái t value. Cái t value này thì mình có cái công thức rồi, mình cứ nhập vào xem để coi là cái kiểm định của mình đối với cái từng cái coefficient nó như thế nào, coi nó có đúng là significant hay không. À, ở đây thì em cũng có làm thêm cái phần là interval, nhưng mà kết quả ở đây thì nó không có để gọi là không có để thế này, mọi người hãy tự tính riêng nhé để mình tiết kiệm thời gian. Rồi còn cái t value thì nó rất là dễ tính, ví dụ như mình chỉ chia qua cái standard error thôi. Thì ở đây là B1. Rồi ok, là 8.344554 nè. Tức là cái t value ở đây 8.345, ok giống rồi. Vậy là tức là mình cũng cũng đang đi tương đối chính xác. Cái này em đặt tên biến cho nó hơi là do lúc em sửa thì em đổi ý là B0 với B1 cho nên là nó hơi khác chút xíu. Thì mọi người có cái script em rưỡi đó thì có bị lỗi thì mọi người cũng chỉnh lại giống em ha. Rồi thì đây mình thấy là trừ 0.359. Còn cái p-value này thật ra thì mình chỉ cần tra cái bảng ở trong cái giá trị của t này thì mình tìm ra cái p-value thôi.
thì kết quả là mình thấy tương đối là nó giống rồi, là ở ngay chỗ này, nguyên cái phần trên này là ok hết rồi nè. Giờ mình sẽ đi tới cái phần gọi là ba cái hàng cuối cùng, tức là cái phần sai số phần dư rồi multiple a square rồi f statistic nó như thế nào. Đây rồi bắt đầu cái gọi là cái residual standard error. Thì hồi nãy có giải thích cái residual standard error hay là cái r SE đây, thì nó ở đây mình tính để làm cái gì? Một hồi để mình tính cái ở cái a square luôn. Đó. Thì đây mình tính thì rõ ràng thấy nó cũng giống là 0.3979 nè. Mà nhớ khi chú ý là mình chia thì lúc nào mình phải để ý cái degree of freedom. Ví dụ ở đây nó chỉ có 3 thôi nha. Ở đây người ta có ghi sẵn cho mình. Còn ví dụ mình tính tay, nhiều khi mình không có để ý cái này mình chia cho 4 là sai kết quả. Rồi. Thì bây giờ mình đã có cái kết quả tương đối là đầy đủ hầu hết giống nó phần trên rồi. Bây giờ mình sẽ đi tới cái phần gọi là đánh giá. Đánh giá thì kết quả của mô hình thì đây có sẽ có cái root mean square error, thì nãy có nói mọi người rồi. Làm gì làm miễn sao cái kết quả của mình nó tương đối tốt thì nó phải phụ thuộc vào cái error, tức là cái mô hình regression nào mà có cái error nó càng nhỏ thì mình lấy cái đó thôi. Thì ví dụ như ở đây mình đang có cái root mean square error thì có hai cách. Cách thứ nhất là gọi cái thư viện. Thì cái thư viện hồi nãy em có gọi là cái thư viện matrix. Matrix này nè. Đó. Thì nó sẽ có cái root mean square error như vậy thôi. Còn nếu mà không thì mình lười thì ở mình không mình siêng á thì mình có thể tính đơn giản như thế này. Tức là mình sẽ tính coi là cái gọi là căn bậc 2 của cái bình phương, tổng bình phương của phần dư. Sau đó mình tính trung bình rồi mình lấy căn thôi. Thì đây mình sẽ so sánh kết quả giữa hai cái. Thì rõ ràng là nó bằng nhau. Tức là cái phương pháp tính thì nó nói chung là cái này nó không quá khó, tại vì thầy cũng đã dạy khá là nhiều lần. Rồi thì bây giờ bắt đầu mình mới tính cái a square coi là kết quả nó như thế nào. Thì nó ra là cái không. Để tính cái a square thì mình phải nhớ là có hai cái anh mà mình phải cần tính. Thứ nhất là cái RSS này. Cái tiếp theo là cái TSS. RSS thì nó tính là cái tổng cái bình phương phần dư. TSS là tổng cái bình phương của cái y so với cái min của nó. Rồi, xong thì kết quả mình mới tính thử cái a square nó như nào. Thì các bạn thấy được kết quả là ra tương đối tốt là 0.956957. Thì rõ ràng ở đây mình sẽ thấy được một cái gọi là cái nó tương đối ổn về cái việc mà gọi là mình làm một cái mô hình hội quy chỉ có 5 điểm thôi, mà cũng may là do em chia nó cũng đẹp đó cho nên nó ra tốt. Nếu không là cũng một số cái khác thì có thể nó xấu hơn, có nhiều cái chuyện phát sinh hơn, mình phải biết cách để mình xử lý mô hình. Rồi thì bây giờ là sẽ đi luôn là cái phần adjust a square. Thì hồi nãy trong cái slide cũng có để cho mọi người xem nè. Thì bây giờ mình sẽ thấy là cái n trừ 1 trừ b ở đây, thì ở đây mình sẽ adjust dựa vào cái degree of freedom cho từng cái. Ví dụ cái RSS thì nó sẽ bằng cái degree of freedom ban đầu luôn, hay là nó bằng 3 nè, để em thấy luôn cho dễ hình dung. Còn cái này thì nó sẽ bằng 4. Đấy. Thì gọi là mình tính toán để mình dựa vào cái degree of freedom mình adjust cho từng cái. Sau đó mình mà ghép vào công thức thì sẽ ra cái adjustment cuối cùng cho cái a square. Rồi, thì cái cuối cùng trong cái summary mà nãy mình chưa có làm so sánh được để mà mình gọi là đánh giá tổng quan cái mô hình đó, tức là cái phần F test tổng quan của nó. Thì ở đây mình sẽ tính giá trị F coi nó bằng bao nhiêu. Thì có công thức rồi thì cứ nhập vào. Thì ủa. À rồi ok. À vậy là cái này cũng em hơi dở chút xíu ha. Ví dụ như cái này gọi là phải F value chẳng hạn. Tại vì khi mà mình đặt biến á, nếu mà mình đặt tên nó là một số cái keyword hoặc là một số cái argument ở trong cái ngôn ngữ lập trình có sẵn, ví dụ chữ ring chẳng hạn, nó đang là một cái function mà mình đặt thành một cái biến thì nó sẽ rất là dễ xảy ra lỗi. Ví dụ bên rời không biết sao chứ bên Python là phải tránh trường hợp đó.
Thì ví dụ F value ở đây mình đã có rồi nè, tức là 69.63158. Thì giờ nếu mà mình muốn kiểm lại thì mình summary lại cái result thôi. Rồi, xong. Vậy thì mình đã tương đối ổn là có một cái kết quả gọi là từ A tới Z là mình làm nó giống nó hết rồi. Thì việc bây giờ gọi là mình đã có cái hình dung về cái gọi là cái phần gọi là một cái data mà mình chỉ đưa có 5 điểm thôi thì nó hoạt động như thế nào. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu gọi là một cái data về cái quảng cáo mà nãy mình đã giới thiệu lúc đầu. Thì bây giờ mình đưa vào coi là cái kết quả so với cái bên của người ta xem là có nó giống nhau không á. Thì để em gửi mọi người cái em có thể xem. Dạ. Rồi thì cái, đối với cái phần advertising này thì mình đọc cái file vào và sau đó mình kiểm tra xem là cái kết quả mọi người nó ra giống như em vậy là nó ok rồi nè. Thì cái data này ví dụ khi mình import data thì theo kinh nghiệm của em thì head ra thì có thể là mình mô tả xem file như nào đó, nhưng mà này mình tập trung vào cái linear thôi nên mình sẽ không có cần quan trọng cái đó cho lắm. Rồi thì bây giờ để mà có một cái nó khá là hay, tức là thay vì mình thường mình làm có thể là để data bằng cái data nè, bằng cái S này chẳng hạn, thì bây giờ mình không cần phải để vậy mà mình attach cái biến cái data frame mà chứa cái thông tin mà mình cần làm hồi quy đưa vào luôn. Thì đây là bắt đầu mình so sánh thử cái mô hình để mà mình dự đoán thôi nè. Thế này mình cũng làm cơ bản thôi, sẽ ra với cái hình tương đối là giống với kết quả của người ta. Tuy nhiên là cái này phần số thôi, mình cần phải làm thêm những cái khác, ví dụ như là so sánh coi cái chỉ số của nó giải thích như thế nào và cái sai số của nó là bao nhiêu. Thì ở này là mình làm trên ba cái và một cái thì mình khó vẽ tại vì ở đây mình có tới 4 chiều lận, cho nên là ở đây em chỉ có vẽ gọi là mình sẽ tính toán thôi chứ mình không có ra được cái hình. Thì ở đây là mình gọi là cái multi linear model nè, thì nó sẽ là tổng hợp của ba cái lại. Là mình kiểm tra xem nó như nào. Thì ví dụ thì để mà kiểm tra thì mình chỉ cần gọi là cái linear regression nè, summary rồi xong rồi tên cái mô hình mà mình làm. Thì ví dụ đây là cái correlation giữa cái TV với lại cái gọi là cái doanh số chạy TV với lại cái doanh số mình gọi là chạy TV so với cái tiền mình bỏ vào gọi là chạy quảng cáo truyền thông bên TV á với lại cái doanh số nó có tương ứng hay không. Thì đây mình coi là kết quả xem như nào. Ví dụ như mình có cái slide ở đây, hồi nãy mình có cái TV, kết quả TV ở sau ở đây rồi đúng rồi, hệ số là 0.7.03 nè, 0.04 là chẳng hạn. Thì mình nhìn thấy tương đối là ở đây là nó giống rồi nè. Thật ra thì em cũng đã kiểm tra sẵn rồi cho nên là mọi người có thể là check muốn check lại thì có thể là xem thì nó không có khác nhau, nó phải giống nhau thôi tại vì mình cùng số liệu cùng phương pháp mà khác nhau là có vấn đề. Rồi thì trước khi mà gọi là đưa ra so sánh giữa các mô hình khác nhau để mình predict cái sale á thì em có làm thêm một cái là kiểm tra cái R-square và lại cái R-correlation á. Mình có nói là à tình cờ thay mình cũng tìm thấy là cái sự tương đồng giống nhau giữa cái hệ số. Thì giờ mình tính thử coi nó giống hay không. Thì đây như mọi người thấy nè, thì nãy mình có hệ số là 0.78 hay mấy đó. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái hệ số này ra. Thì để mà lấy cái hệ số này ra tương đối dễ thôi. Ở đây là một cái data frame nè đúng không? Sau đó mình nhập cái tên của cái TV và cái sale thì nó sẽ trả ra cái hệ số gọi là cái value ở trong cái cột và cái hàng đó. Thì cái này là một cái symmetric matrix thôi, tức là một cái ma trận đối xứng thôi. Thì mình có cái R này rồi thì bắt đầu mình chạy thử coi 0.611888 mấy. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là cái A square đây thì rõ ràng là nó giống nhau nè ha. Thì chỉ cần nhớ cái là mình làm cái đơn biến hồi quy đơn giản thôi thì nó mới cùng cái kết quả ha. Còn ví dụ mà hồi quy khác nhau thì nó không có bằng nhau được.
Rồi, thì đây mới cái bước quan trọng của mình. Đó chính là mình kiểm tra xem gọi là cái những cái cái mô hình của mình á, nó có cái nào tốt nhất để mà mình dự đoán. Ví dụ như là giờ giả sử như mình dùng một biến, đôi khi nó lại tốt hơn nhiều biến hay không? Hay là khi mà mình kết hợp thì nó dự đoán nếu mà có tốt thì tốt hơn bao nhiêu chẳng hạn. Thì ở đây em sẽ có làm đầu tiên là cái root mean square error. Đây, thì rõ ràng mình gọi là cái sai số đây nè, thì nhìn thấy rõ ràng cái nào nhỏ nhất là cái gọi là cái đầu tiên, tức là cái kết hợp nó sẽ cho kết quả tương đối tốt là nó 0.61 nè, trong khi những cái khác thì nó redirect nó tương đối tệ. Và cái kết hợp với cái hàm này mình hồi nãy mình có xem thử đó, thì mình thấy nếu mà mình nhìn bằng mắt mình chưa tính số ra thì mình thấy à cái TV cái bài đó tốt nhất. Thì nếu mà dựa so sánh ba cái đơn ha, thì đúng là nó tốt nhất thật, 3, 4 và 5 này, và cái báo nó tệ nhất. Thì nói chung là nó khi mà mình làm á, đôi khi thật ra là không thể nào tránh cái việc mà mình làm sai sót ở trong việc tính toán hoặc là thống kê, hoặc là ví dụ như là đôi khi mình cũng không phải chuyên nhưng mà lâu lâu mình làm mình cũng biết làm cũng biết mò đó. Thì tuy nhiên thì không thể nào tránh trường hợp sai sót, thì mọi người chú ý thì chỉ cần việc gọi là mình tinh ý chút xíu, mình nhìn giữa cái hình với cái kết quả xong mình thấy à có cái gì đó nó sai sai, cái hình nó không phản ánh đúng số chẳng hạn như vậy, hoặc là nó phản ánh sai với cái hiểu biết của mình. Ví dụ như là cái newspaper mà nó lại cao hơn chẳng hạn, nó dự đoán tốt hơn, thì lúc đó mình mới nhìn kỹ lại coi là à có khi là cái lúc đó là mình đang làm về cái thập niên hồi đó, 1900 hồi đó, thì nó mới có thể như vậy. Tại lúc đó tivi chưa ra nhiều, tivi trắng đen không là thì là tiền đâu quảng cáo đó. Thì cái đó mình rõ ràng mình đã đánh giá được là cái hệ số của nó là nó tương đối là nó không tốt bằng. Còn ở đây thì mình chỉ việc xem lại coi là những cái a square, thì ở đây mình có thể xem đây sẵn luôn nè, cái a square tổng quan của nó 0.89. Bây giờ ví dụ mình xem thử cái radio, cái radio có 0.3, cái newspaper 0.04, à hình như em thiếu cái tivi rồi. Ủa à, à bình thường. Rồi thì 0.609, thì trong trường hợp này may mắn thay thì nó gọi là cái a square nó càng lớn thì cái root mean square error nó càng nhỏ, gọi là nó tương đối là nó negative correlate. Tuy nhiên thì không phải lúc nào cũng vậy, đôi khi những cái trường hợp mà nhọc nhằn mà em nói thì nó sẽ bị rơi khi mà gọi là cái số lượng mình nói sao ta, khi mà cái sự chênh lệch của a square nó không nhiều nha, ví dụ cả 0.81, 0.82 chẳng hạn như vậy, thì nó mới có thể xảy ra trường hợp đó. Rồi thì mình sẽ tạm dừng cơ bản ở đây để trước khi mình chuyển qua cái một cái phần mà gọi là cái interaction ở trong cái mô hình hậu quy tuyến tính, thì mọi người có câu hỏi gì không ạ? À? Hello. Hỏi đi mọi người. Bài nhiều thông tin vậy mà không thấy hỏi gì vậy? Hỏi đi. Em nghĩ chắc mọi người chờ phần sau, phần mà ngồi collect data thì Rồi. Vậy hồi xuân em có nói gì không em? Em có hỏi gì không em? dạ có À, hỏi dạ đi em. Giang cho anh hỏi về cái chỗ hồi nãy Giang không kịp, cái chỗ adjust the R À square là tại sao mình phải làm adjust cái R square đó nha, với lại em hỏi cái B trong công thức là gì, anh Giang không kịp. à rồi ok, thì đầu tiên đó là mình sẽ nói về cái có câu hỏi của cảm ơn câu hỏi của anh Xuân, thì mình sẽ có hai ý, chứ là tại sao khi mình adjust a square thì nói chung là không phải là a square không, mà là ngay cả p value mình cũng có adjust p value. Thì mục đích của mình là cái gì, tức là các chỉ số đó bị ảnh hưởng bởi số lượng sample, cho nên là mình phải điều chỉnh nó để cho nó phản ánh đúng bản chất. Tại thật ra là khi mà mình làm là mình mong muốn là mình không thể nào mà collect một cái population, tức là mình ví dụ như mình muốn thống kê xem là ở Việt Nam giả sử như là có bao nhiêu người mắc ung thư chẳng hạn,
thì không thể nào mà gọi là đi thống kê hết tất cả từng cửa từng ngõ. Thì người ta chỉ gọi là collect một cái nhóm nhỏ thôi và dùng cái đó để người ta infer hay là người ta suy đoán ra là tổng cái dân số là bao nhiêu. Thì khi mà người ta làm như vậy thì người ta mới thấy là người ta mới thử là giả sử như là người ta mới thử là coi coi là cái những cái chỉ số này nó như thế nào, thì người ta mới phát hiện ra là những cái chỉ số này nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái số lượng sample mình collect. Ví dụ như là mình collect chỉ cỡ 100 mẫu nó sẽ khác rất nhiều, ví dụ khi mình collect 1 triệu mẫu, ví dụ như vậy. Ví dụ mình khi 1 triệu mẫu đúng không, thì mình chỉ cần khác biệt chút xíu là cái significant, cái p-value nó đã significant rồi, cho nên là người ta mới cần cái adjust p-value đó. Nói chung là không phải là liên quan tới sample không nữa, mà đôi khi là cái số lượng test nữa. Ví dụ mình kiểm định nhiều quá thì mình cũng phải adjust. Chỉ quan trọng cuối cùng là làm sao để mà tôi đạt cái mục đích là tôi phải ra được cái kết quả sao cho nó gần với cái population nhất, thì cái đó là cái việc adjust. Còn cái B á, hồi nãy mà trong cái việc mà mình trừ á, thì cái là cái ý thứ hai trong cái ý của anh hỏi, thì cái B này chính là cái parameter. Ví dụ như mình có bao nhiêu cái parameter trong này, ví dụ cái symbol thì chỉ có một cái biến x x1 thôi đúng không, x với y thôi, thì x là dự đoán, y là cái predict, thành ra B này chỉ có một thôi. Cho nên là mình ví dụ giả sử như mình có x1 x2 thì B này sẽ bằng 2, x1 x2 x3 B bằng 3. Alo, vậy em giải thích vậy anh Xuân có thỏa mãn chưa? Cảm ơn chị nhiều. Dạ, rồi cảm ơn anh nhiều. Rồi mọi người có câu hỏi gì tiếp theo không ạ? Nếu không thì em sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo. Dạ, nếu mà mọi người không có câu hỏi thì hoặc là gọi là nghe nhưng mà chưa thấm đủ thì có thể đặt câu hỏi phía sau em sẽ cố gắng trả lời ạ. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu sang cái phần mới. Tức là nãy giờ mình chỉ gọi là thực hiện những cái công việc gọi là nói về cái việc gọi là về lý thuyết, sau đó mình tính toán những cái chỉ số và gọi là cái so sánh các mô hình để xem coi là ví dụ như là thầy có những cái mà thầy chưa làm thì em sẽ làm. Rồi tiếp theo là cũng có làm multiple rồi. Thì bây giờ có một cái khá là hay nữa, đó chính là cái hiện tượng mà gọi là từ đem suy nghĩ xem nói cái giờ 18 giờ 14 kịp không ta. Nói chỗ nào cũng được, không kịp bữa sau nói tiếp nữa em cũng sao rồi. Đỡ sợ. Dạ Lựa cái phần nào mà nói khoảng 15 phút nữa thôi. Đó là vừa. Sớm hơn cũng được không sao. Không kịp bữa sau nói tiếp nha, đừng sợ. Ủa, nó 15 phút nữa ha thầy. Đúng rồi. Là 2 tiếng rồi đó. Rồi vậy thôi mấy cái phần sau chắc em để bữa sau vậy. Tại nó còn tương đối nhiều. Rồi vậy thì em sẽ chuyển qua cái phần là collect data để mình làm một cái gì đó nó thực tế, để bữa sau mình có cái phần gọi là data visualization đó, để mình làm sao ra cái ảnh là tôi học xong rồi tôi làm được cái ảnh mà nó từ data thực tế và có khả năng public được. Nếu như mà gọi là mình dựa vào cái sườn này, thì đầu tiên thì em sẽ nói về cái phần là cái data set để mà mình luyện. Thì em thấy trên mạng thì gọi là ở đây thì em có một cái link Google Collab để mà gọi là mình làm cái mô hình học máy ha. Thì để mọi người xem để hiểu nó hoạt động như thế nào. Cái phần Python thôi. Còn cơ bản thì mình chỉ cần hiểu cái idea trước là cái gì là ok. Tại vì đối với data scientist thì cái việc mà gọi là mình giải quyết vấn đề, cái tốc độ có thể là nó không nhanh bằng người ta, nhưng mà cái gì á, mình làm cũng được. Thật ra là nó như vậy, tại vì gọi là cái mindset nó sẽ quan trọng hơn. Rồi thì ví dụ như đây thì có thể là trên Kaggle thì em hoặc là thầy có từng nhắc với mọi người rồi, thì tức là cái đây là một cái data, một cái chỗ mà gọi là mọi người thi đua với nhau, học hỏi lẫn nhau để mà có thể tạo ra những cái mô hình nó tốt. Data trên này rất là nhiều. Rồi thì cái bài toán này nó sẽ là bài toán phân loại. Bài toán phân loại thì ví dụ như là normal hoặc là cancer, thì cái đó là cái phần mà gọi là em hay
gọi là cũng hay làm chẳng hạn, để mà gọi là mình làm cái mô hình tiên lượng, hoặc là mình gọi là sao ta sàng lọc những bệnh nhân mà có khả năng mắc ung thư. Cái đó là một cái rất hay để mà mình làm. Thì cái đó là bài toán phân loại. Rồi cái bài toán của em là cái bài toán mà hội quy. Thì nó chỉ có hai bài toán cơ bản trong cái mà thường em thấy đối với sinh học mà trong nhóm này thì mình nên làm thôi. Còn ví dụ như mấy cái khác mà reinforcement learning rồi nè, thì cái đó nó hơi lạc ở trong cái này chút xíu. Thì cơ bản để mình hiểu cái quy trình thì thực tế mình làm như thế nào. Thì đầu tiên là cái raw data nè, tức là cái cơ sở dữ liệu mình có. Thì hôm nay em sẽ lấy ví dụ là trên cái NCBI để em collect một cái data về. Tuy nhiên cái NCBI thì data thì nó sẽ, khi mà người ta submit cái mã GSE á, thì nó sẽ có cái data gọi là hai dạng. Thứ nhất là cái dạng raw data. Thì cái dạng raw data thì người ta đã submit nó để mà có thể là mình lấy và mình xử lý lại. Và cái tiếp theo á, là cái gọi là cái data mà người ta đã xử lý rồi. Tức là ví dụ như giả sử như người ta làm RNA-seq đúng không? Người ta có cái FastQ, có những cái trình tự nó rất là nặng. Tuy nhiên thì gọi là nếu mà người ta gọi là thường thì người ta sẽ submit luôn cái file mà raw count chẳng hạn, hoặc là cái normalize raw count rồi để cho mình xài, để mình thử. Có thể là cái việc mà gọi là mình sử dụng nó, nếu như mà mình kết hợp nhiều cái data thì hơi khó. Ví dụ như là những cái thí nghiệm đó mình thấy nó tương đồng thì mình phải collect lại, thì phải phải nói sao ta, mình kết hợp lại, mình phải xử lý lại. Còn nếu mà dạng như mình làm giống như cái buổi hôm nay thôi á, thì tức là mình chỉ vô mình coi, mình lấy cái data đã xử lý của người ta rồi, và mình biết là cần làm như thế nào để ra được cái data xử lý đó và nó consistent với những cái khác, thì là ok. Thì tiếp theo có data là mình chuẩn bị data nè, mình phải làm sạch nó chẳng hạn. Ví dụ là cái data nó có đủ thông tin mà mình cần hay không. Và em với cũng như là chắc cũng thầy cũng vậy, tức là nhiều khi cũng hơi bực cái chỗ này, tức là mình làm cũng cố gắng dữ lắm rồi mà tự nhiên cái data thì đẹp lắm, bài cũng rất là hay, mà người ta lại giấu cái những cái thông tin nó rất là quan trọng. Ví dụ người ta cho cái mã bệnh nhân nhưng mà không nói là bệnh nhân đó là bệnh nhân gì đó chẳng hạn. Như vậy thì mình có cái biểu hiện gene cũng rất là khó để mình làm chẳng hạn như vậy. Rồi tiếp theo thì ở đây thì mình sẽ chia cái data nè. Cái data này gọi là mình train test, hay là cái data mà gọi là mình chuẩn bị riêng, và nó để mình kiểm, gọi là mình chia hai cái, mình dạy và mình cho nó một cái bài kiểm tra để nó xem như thế nào. Và cái này thường thì sẽ đến chung từ từ chung một cái study, hoặc là ví dụ như đến từ nhiều cái study giống như thầy nói á, thì phải có một cái kỹ thuật nó gọi là cái gọi là remove bad effect, tức là cái sự khác biệt giữa cái hai bộ data là do về cái gọi là sự khác biệt về clinical information chứ không phải là sự khác biệt về cái gọi là cái dữ liệu. Sự khác biệt về cái nhóm data, ví dụ do phòng thí nghiệm nó khác, thực hiện khác, trên kết quả khác, thì cái này mình nên làm cái này. Rồi, thì nói chung là mình dạy nó làm sao đó và mình lưu lại thành cái một cái model. Và sau đó mình chuẩn bị một cái data khác để mà gọi là có cái new data nè. Data này phải độc lập với những cái data, với cái data này để mình kiểm định xem là cái data mới đưa vào thì nó có dự đoán tốt hay không. Ví dụ như trên đây mình dạy xong mình tự cho đề và nó học tốt thật thì cũng vui, thấy cũng cũng ok. Nhưng mà lúc giáo viên khác cho đề nó là không được, thì cái đó gọi là nó bị overfitting, hoặc là ngược lại, ví dụ mình dạy nó khó quá nhưng mà tới họ nó ra đi làm, nó làm ầm 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 luôn, thì tức là nó giỏi quá, thì mình dạy không tới nhưng mà nó ra nó làm giỏi hơn, thì cái đó gọi là underfitting đó. Thì nói chung làm sao để mà làm thì giữa cái trend nè, cái test nè, với lại cái validation data đây nè, cái data mới này nè, nó phải gần cái sự khác, sai số khác biệt của nó không quá nhiều thì mình mới ổn ha. Còn ví dụ mà sai sai số quá nhiều mình phải điều chỉnh, phải làm sao đó để tăng nó, tăng giảm cái sự khác biệt nhất của nó. Rồi thì ví dụ như là cái data này thì ok, thì em vô thẳng luôn cái phần gọi là collect data đi. Thì đầu tiên ở đây thì ban đầu là em có định design cho mọi người là gọi là tự collect cái data ở trên cái GSE để mọi người hiểu là cái vấn đề mà tại sao nó khó collect. Thì ở đây em sẽ làm luôn, tức là ở đây mình sẽ search thử ha. Ví dụ cái GSE 2603 nè.
mọi người chờ xíu em đi bật đèn cái. Rồi ok, thì ví dụ như là giả sử như mình có nhiều cái cách khác nhau để mà mình search, để mình tìm kiếm cái data ở trên này. Ví dụ như cách đơn giản nhất thì ra ngoài đây mình search cái ô chỗ cái series đây nè. Thì mình nhập ở chỗ này thôi. Hoặc là ở trong cái slide em có nói là có thể là gọi là mình sử dụng cái tool của NCBI nó build lên để mà nó xây dựng. Còn ví dụ như cái của em thì em dùng một cái riêng, tức là em viết cái script riêng để em search keyword nó có ở trong cái title hoặc trong cái summary để em lấy ra và sau em xuất ra một cái file. Thì hiện tại em đang sử dụng cái kết hợp với là search bài báo trên mạng, với lại sử dụng cái cách thứ hai là viết script riêng. Tại thật ra nó sẽ có cái trường hợp tại sao mà nó dở như vậy. Thì đây em sẽ cho mọi người cái ví dụ nó ở đây. Đầu tiên á, em gọi chữ breast cancer đi. Ở đây và em sọt để em tìm cái exception là 2603, thì mọi người thấy là nó chạy qua hút hút luôn cái 2603 rồi. Ở đây có 2607 thôi chứ 2603 không có. Thì lý do tại sao nó khác biệt thì bây giờ mình mới sọt lại coi là cái GST 2603. Mình nhớ rõ ràng là nãy có chữ breast cancer đây nè. Thì mọi người thấy có gì không? Đúng rồi, nó có thêm chữ S thôi à. Nó chỉ khác biệt có chữ S thôi, nhưng mà cái công cụ nhận diện của nó lại hơi kém. Rồi thì cái này nó mới ra chữ S cho mình. Thì rõ ràng nếu mà gọi là những cái trường hợp như vậy thì mình chỉ mất có một hai cái mà tự nhiên nó lại mất cái data rất là ổn, đúng không? Trong khi là những cái data này nó sinh ra rất nhiều và có nhiều cái thì người ta vẫn dùng để mà người ta làm những cái bài toán hiện tại, miễn sao gọi là nó phù hợp thôi, mình có cái những cái mà để mình khai thác được. Cho nên là thành ra là em thì em thứ nhất là em kết hợp đọc báo, đôi khi cũng có sạch tay, nhưng mà thường sạch tay để đọc thử cái bài nào hay thôi. Chỉ còn dùng data thì em sẽ sạch bài báo trước, thì có những bài báo thì chắc chắn là người ta đã xử lý được rồi. Rồi sau đó mình xem là cái vấn đề mà gọi là cái data nó có em sẽ làm một cái list giống như cái này, xong rồi em đánh dấu. Thì để mà chạy thì không phải cái này. Rồi ok. Rồi ok, thì này em sẽ có cái phần gọi là collect data sẵn rồi, thì để em bật lên. Thì em sử dụng Google Collab, thì em có gửi mọi người cái phần tính toán rồi đó. Thì cái cách này của em thì mà cũng tương đối đơn giản thôi. Thì đầu tiên đó là mình sẽ lấy cái file GPL 570 nè. Đây là một cái platform á. Thì thường đối với mình làm thì mình nên tìm những cái nào mà cái platform nào mà phổ biến, để khi mà mình search ra mình có thể kết hợp nhiều cái study, tại vì cách xử lý nó sẽ giống nhau, đỡ phải làm lại. Vì lại có thể có khả năng là mình sẽ kết hợp được nhiều nhiều data, tại vì cái cách mà người ta làm nó sẽ tương đối nó giống nhau. Ví dụ là yêu cầu của platform là 300 micro mRNA chẳng hạn. Rồi cái tiêu chuẩn sau đó. Thì đây mình sẽ có 5522 cái study này. Rồi đây, thì để sử dụng cái bash script trong cái này thì mình chỉ cần gõ chữ này, cái dấu thăng thôi. Sau mình hét cái info platform. Rồi đây. Đó, thì nó ra đây là những cái mã study mà thuộc cái platform là Illumina HG gì đó 2 plus gì đó, là cái GPL 570 nè, cái mã này thôi. Còn cái này em cũng nói luôn là ví dụ như là khi mà mình muốn gõ cái bash script đó, thì mình gõ cái này, thì mình gõ thoải mái này thôi. Chứ không phải là mỗi lần là gõ cái dấu thăng. Đấy thì bắt đầu mới search keyword là có breast cancer survival hoặc là status. Thì cái phần khúc dưới thì này mình chỉ gõ đây thôi, còn khúc dưới chạy y chang là được. Thì kết quả nó sẽ ra như thế này, em không có chạy lại tại vì không có nhiều thời gian á. Thì đầu tiên đây sẽ có cái phần gọi là tổng quan tóm tắt kết quả, thì chỉ việc gọi là đọc lại là mình sẽ biết là cái bài đó nó ổn hay không. Chẳng hạn ví dụ như em đang làm về cái survival đi, thì em sẽ đánh giá là
từ để mở một cái file em đã làm mẫu sẵn. Ok, hiện tại không có đây rồi. Chắc là em thấy nhiều quá nên em xóa. Thì cơ bản là mình sẽ có những cái study bên này, có data này, có summary, có characteristic. Thì anh ra viết giấy rồi bắt đầu mình ngồi mình đánh dấu cho nó tiện thôi. Hoặc là dùng máy tính đánh dấu trong Excel cũng được. Cái này nó sẽ tiện tương đối hơn. Thì sau khi mà collect và đạt được những cái study nó ok rồi thì sẽ qua cái phần gọi là reset data. Thì anh em cũng viết thử một cái ví dụ. Thì để mà chạy cái này thì bắt đầu mình chạy từ trên xuống dưới. Cái mã data này thì hồi nãy em có chưa có giới thiệu mọi người GC 1247 đúng không? GC 1247. Thì cái việc mà thông tin lâm sàng hay là cái process data thì người ta sẽ bỏ trong cái này, cái series matrix file này. Thì trong này sẽ có nhiều cái platform, ví dụ này ha. Cái này tương đối nhẹ thì mở nhanh thôi chứ cũng mất công phải mở bằng code thì nó hơi tương đối lâu. Lâu thật. Sao người ta rồi ok. Thì đây tức là những cái thông tin mà mình lấy nè. Ví dụ cái này người ta đang làm cái survival analysis ở trong cái bệnh AML. Thì ở đây mình sẽ thấy được là cái trên này là những cái thông tin lâm sàng. Rồi còn cái chỗ mà có những cái mà mình thông tin lâm sàng mình lấy á, thì thường nó sẽ nằm ở chỗ cái chữ characteristic bên tay trái của mình đây nè. Rồi ok, characteristic này chỉ có ghi như vậy thôi. Thì này nó sẽ ghi là ML loại nè, FAB nè, M1, M2 gì đó. Tuổi, rồi overall survival là 21 ngày, xong nó status thì có là sống hay là mất. Thì ví dụ như mình có thể sử dụng Excel để mình copy cái này. Rồi mình chuyển sang cái dạng mà mình mong muốn. Và kéo xuống dưới đây á, thì nó là cái biểu hiện gene nè, cái này cái rớt nè. Rồi còn cái đem kéo lên chút Rồi, xíu. Giang ơi, tôi sợ học em thi không kịp giờ với em. Giờ em kết thúc cái phần này đi ha. Để cho em thi xong rồi xong xuôi tuần sau muốn nói tiếp thì nói. Ok Dạ dạ thầy Rồi, ơi. mọi người ở đây cũng dự chung luôn ha. Có nghĩa là giúp đỡ đồng đội, với Giang cũng soạn cái bài ra cho mọi người. Thì có câu hỏi nào mà Giang không biết thì mọi người, cái này tôi chắc mọi người Google luôn nha. Cái này là thi mở, đề thi mở và có sự hỗ trợ của đồng đội nữa ha. Đó. Tôi không sợ cho đề mà mọi người được quyền Google, để tôi không đòi hỏi mọi người phải nhớ ha. Tôi chắc. Rồi. Tôi không biết được là em sẽ làm được hay không được hết đó, bởi vậy là tôi thà dành ra 1 tiếng đồng hồ đúng không? Chứ tôi sợ em làm 30 phút em không kịp thì tội. Đó, tại vì cái này mình sẽ Hoàng ơi em tắt cái này đi ha, rồi xong xuôi rồi á em lưu lại một cái mới. Hoàng